Y đạo quan đồ. Chương 1, sống lại ở phụ khoa. Ta không cam lòng. Bệnh viện huyện Xuân Dương, trong phòng họp nhỏ trên lầu 3, bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu vang, thanh âm kêu to làm cho phó viện trưởng, chủ nhiệm phụ khoa Chu Diễm Linh đang tiến hành buổi tọa đàm về chuyên đề phân biệt và chẩn đoán u buồng trứng ở phụ nữ, sợ tới tới sửng sốt. Toàn phòng trở lên lặng ngắt như tờ, ánh mắt đều tập trung trên người một nam sinh. Trương Nhất Trâm kinh hồn mở to hai mắt, ngẩn người ngây ngốc nhìn ra chung quanh tất cả đều mặc áo màu trắng đây là linh đường sao hắn chừng mắt nhìn trai gái chung quanh tất cả đều ngồi lẫn lộn ở một chỗ có vài đôi nam nữ không ngờ còn lén lút tay trong tay nữa chứ đôi nam nữ ngồi ở bên phải hắn không ngờ còn để cho tay của đối phương đặt vào trong áo mình lẽ nào ban ngày ban mặt lại làm như vậy trương nhất châm cố sức lắc đầu đây là diêm la điện sao dường như cũng không phải audio điện tử võ tấn bền Im lặng trong chốc lát, mọi người hầu như phản ứng đồng thời, trong phòng họp nhỏ tiếng cười vang lên. Phó viện trưởng Chu Diễm Linh xưa nay nổi danh cẩn thận tỉ mỉ khi nghiên cứu, bởi vì tính cách nàng hơi cổ cho nên rất ít người dám nói giỡn trước mặt nàng. Công nhân viên chức trong bệnh viện còn như vậy huống chi tới đám thực tập sinh vừa ra trường này. Chu Diễm Linh ngực đập liên hồi, qua một lúc nàng rốt cuộc phẫn nộ quát lên, cậu đi ra ngoài cho tôi. Trường Nhất Trâm vẫn đang ngây ngô quan sát chung quanh, Mãi tới khi Chu Diễm Linh nhắc lại lần thứ hai, hắn mới ý thức được bà lão trên bục đang nổi cáu với mình. Hắn gãi gãi đầu, vẫn không có ý tứ đứng lên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hai tay ôm quyền thở dài nói, xin hỏi vị đại nương này, người đang nói với tiểu sinh sao? Những lời này vừa phát ra, tiếng cười trong phòng họp lại rộ lên lần nữa, cười muốn rụng rốn. Chu Diễm Linh tức giận tức giận tới mức mặt cắt không còn giọt máu, môi run nhẹ nhẹ, nàng chỉ vào trương nhất châm quát, chẳng lẽ còn muốn tôi nhắc lại lần nữa. Trường khoa khoa giáo viên văn lệ vốn vẫn dự thính ở bên cạnh, vội vàng đi tới kéo tay phải trương nhất châm, ngữ khí nghiêm khắc quát lớn lên, trương dương. Cậu đi theo tôi. Trương nhất châm nhẹ nhàng thoát khỏi tay viên văn lệ, đứng lên chỉnh lại y phục trên người một chút, đen thật. Cực kỳ đen, thì ra bản thân mình cũng mặc đồ tang màu trắng, đỉnh đầu đội mũ hiếu, nhưng mà nghĩ lại, đồ tang dù sao so với áo liệm còn tốt hơn nhiều, Trương Dương, mau ra đây, trưởng khoa khoa giáo viên văn lệ vốn là hàng xóm với gia đình Trương Dương, trong lòng nàng luôn muốn giúp đỡ tiểu tử này. Trương Nhất Trâm nhìn Chu Diễm Linh đang trợn mắt trên bục giảng một chút, lắc đầu âm thầm nói, người đàn bà này đanh đá như hổ, ta tránh đi một chút thì hơn. Thấy Trương Nhất Trâm rời khỏi phòng họp, đám thực tập sinh nở nụ cười, sắc mặt Chu Diễm Linh dịu đi một chút nói, được rồi, chúng ta tiếp tục buổi tọa đàm. Trong khoa khoa giáo, Viên văn lệ nhìn Trương Nhất Trâm, trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ, bà không nhịn được mà đưa tay hung hăng điểm một cái lên trán Trương Nhất Trâm, tên ngốc này, cô phải nói bao nhiêu lần thì cháu mới hiểu đây. Trương Nhất Trâm bị bà bất thình lình dùng ngón tay điểm thì rất ngạc nhiên không hiểu, trong quá khứ ngoại trừ phong trần nữ tử nơi ngõ hoa liễu mới có cử chỉ phóng đáng như thế. Thế nhưng nhìn viên văn lệ dung mạo bình thường, phong vận cũng không có gì đáng nói, lẽ nào cũng theo cái nghề này sao, hay là bà ta bị nam sắc của mình làm động tâm, mưu đồ bất chính. Trương Nhất Trâm trà trộn trong giang hồ nhiều năm, nhân vật nào chưa từng gặp qua, lui về sau một bước hắn nghiêm trang nói, nam nữ thủ thụ bất thân, xin đại tàu tự trọng. Viên văn lệ nghe hắn dùng từ trưởng giả, vừa tức giận vừa buồn cười, nắm quyển tạp chí trên bàn, đập một cái vào đầu Trương Nhất Trâm, tên ngốc này, xem ra ba ngày không đánh là không chịu yên, có tin cô nói chuyện ngày hôm nay cho ba cháu nghe không? Trương Nhất Trâm vừa nghe trong lòng nhói đau, cha mẹ hắn mất từ nhỏ, nữ nhân này không ngờ lại muốn đi tìm cha hắn cáo trạng. Hắn thở dài một hơi nói, cha tôi đã qua đời nhiều năm rồi. Viên văn lệ đối với tình hình trong gia đình Trương Dương rất rõ ràng, biết cha hắn mất năm hắn mới một tuổi, mẹ hắn mang theo con chồng trước là hắn đi lấy nam nhân hiện giờ. Sượng của Trương Dương bản thân đã có hai trai một gái, cho nên đối với mấy đứa con này rất bất công, Trương Dương từ nhỏ tới lớn chịu không ít đòn roi. Nghĩ tới thân thế đáng thương của Trương Dương, viên văn lệ không khỏi thờ dài một hơi, trương dương à. Cháu phải vất vả lắm mới đỗ được vệ giáo, là một học sinh của vệ giáo, muốn vào thực tập ở bệnh viện cấp huyện này cũng không dễ dàng. Nàng nhắc nhở Trương Dương, đồng thời cũng ám chỉ Trương Dương, hắn có thể vào thực tập ở bệnh viện cấp huyện thế này nàng cũng tốn không ít công sức. Trương Nhất Trâm luồn hai tay vào trong túi áo, lặng lẽ cấu nhẹ lên người mình, hắn rõ ràng cảm thấy đau đớn, Trương Nhất Trâm đầu óc cũng không hồ đồ, hắn đoán tám chín phần là mình sống lại rồi trong khái niệm của hắn người chết là không có cảm giác gì thế nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc những gì thấy trước mắt cực kỳ xa lại trong trí nhớ của hắn vô luận là triều đình đại tùy hay tiều tiên đột quyết cũng không có trang phục như thế này hắn cẩn thận hỏi lại xin hỏi đại tẩu tôi chết rồi sao viên văn lệ không thể không lắc đầu vươn tay đặt lên chán hắn cháu không phải phát sốt chứ hôm nay có chuyện gì vậy mê sảng rồi sao Trương Nhất Trâm bỗng nhiên nghĩ tới chuyện luân hồi chuyển thế, hay là trời cao thấy mình bị oan khuất nên cho mình một cơ hội sống lại, chuyện gì tới thì đã tới rồi, chỉ cần có thể sống lại, cho dù thế nào cũng được. Viên văn lệ đối với thân thế của đứa nhỏ này cũng rất thương cảm, càng không thể nhẫn tâm trách mắng hắn, gian dậy vài câu, tận tình khuyên bảo, thuyết giáo, sau đó tự mình dẫn Trương Nhất Trâm trở lại phòng họp. Đáng tiếc buổi tọa đàm đã tan cuộc từ lâu, Chu Diễm Linh đã rời đi, cho nên không thể xin lỗi cô ta được làm hàng xóm nhiều năm, viên văn lệ cũng coi như là tận lực rồi, bà đưa Trương Nhất Trâm tới phòng khám bệnh phụ khoa, tìm thấy phó viện trưởng Chu Diễm Linh đang khám bệnh ở đấy. Viên văn lệ thấy thế căn dặn Trương Nhất Trâm vài câu trước khi bước vào. Trương Nhất Trâm đã dần dần chấp nhận sự thật rồi, hắn biết mình mở miệng nói sẽ gây ra chuyện, cho nên thẳng thắn thành thật ngậm miệng lại, chỉ gật đầu biểu thị thuận theo viên văn lệ. Đã tới 4 giờ chiều, phòng khám phụ khoa tạm thời không có bệnh nhân, chỉ có năm thực tập sinh đang vây quanh phó viện trưởng dốc lòng nghe giáo huấn. Có thể thấy Chu Diễm Linh rất thích làm giáo sư, tuy rằng vẻ mặt không cười một chút, thế nhưng nhỏ giọng chậm rãi giải, thích từng nghi vấn của sinh viên, thật có chút không biết mệt. Kỳ thực cô ta đã sớm thấy viên văn lệ rắc trương nhất châm tới, nhưng mà cũng không chủ động để ý tới viên văn lệ. Vừa rồi khi buổi tọa đàm vừa kết thúc, có người hiểu chuyện tiết lộ cho cô ta chuyện viên văn lệ là hàng xóm với Trương Dương, Chu Diễm Linh lập tức hiểu chuyện này không giải quyết được gì rồi. Một đồng sự cùng làm trong đơn vị, chút mặt mũi đó không cần phải bận tâm tới, chỉ là cái thằng nhóc Trương Dương này, không ngờ dám công khái quấy phá ở buổi tọa đàm của mình. Chu Phó Viện Trưởng, Viên Văn Lệ lúc nói chuyện trên mặt luôn lộ ra vẻ cười ngọt ngào, trong bệnh viện nàng là người rất có duyên, làm trưởng khoa khoa giáo, tính tình tốt quá chưa chắc đã là chuyện tốt, bởi vì viên trưởng khoa tính tình quá tốt nên đám thực tập sinh ở bệnh viện rất tự do. Chu Diễm Linh trong lòng đã ra quyết định, trong cuộc họp chuyên môn lần tới phải đưa chuyện này ra sửa viên văn lệ này một lần mới được. Tiểu Viên à, có chuyện gì? Tuy rằng là một phó viện trưởng, Chu Diễm Linh có thể tùy ý phát ra một chút quan uy. Viên Văn Lệ nụ cười càng rực rỡ, tôi mang Trương Dương vội vã tới đây xin lỗi ngài, vừa rồi trong khoa khoa giáo tôi đã dạy dỗ lại cậu ấy rồi. Trương Dương cũng nhận ra mình sai lầm, cho nên cậu ấy chủ động tới xin lỗi ngài nói rồi nàng đưa tay ra sau lặng lẽ đẩy Trương Dương. Trương Nhất Trâm nhất thời hiểu ý, đi tới trước mặt Phó Viện Trưởng, rất thành khẩn nói, Phó Viện Trưởng Chu, tôi sai rồi. Chu Diễm Linh lộ ra nụ cười xinh đẹp khó thấy, thân là Phó Viện Trưởng chút lòng độ lượng vẫn phải có, coi như là không đáng phải tức giận với một thực tập sinh, làm nàng không hài lòng chính là viên văn lệ, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, hà tất phải làm khó một thực tập sinh làm gì cho mệt. Chính vì có tâm như vậy mà Chu Diễm Linh khoát tay áo, biết sai là được rồi, sau này phải lắng tai nghe giảng đó. Trương Nhất Trâm gật dầu, hiện giờ hắn không nói lời nào, tuy rằng đối phương nói tiếng Hán, thế nhưng so với quá khứ luôn khiếm khuyết một chút khí tức nho nhã. Chu Diễm Linh nhìn tấm thẻ nhân viên trước ngực hắn một chút nói Trương Dương. Vệ giáo giang thành sao? Một cô gái dáng người gầy gò biện tóc đuôi ngựa ở đằng sau đi tới nói, Chu Phó Viện trưởng chúng tôi trong một tổ, Tháng này tới thực tập ở tổ phụ khoa. Cô gái này tên Hồng Linh, là sinh viên của Đại học Y khoa Giang Thành, cũng là một thành viên trong tổ thực tập của Trương Dương, cái tổ này tổng cộng có 6 thành viên, ngoại trừ Hồng Linh ra, 5 người khác đều là nam nhân. Nhưng mà Trương Dương được Phiên Văn Lệ nhét vào, người ta đều là sinh viên của Đại học Y khoa Giang Thành, sinh viên học 5 năm chưa tốt nghiệp. Trương Dương tuy rằng học được chữa bệnh lâm sàng cũng 5 năm, nhưng mà hắn học trung cấp sau khi tốt nghiệp cũng chỉ là một sinh viên chuyên ngành mà thôi. Mà trong giới y học bằng cấp là quan trọng nhất, sinh viên chuyên ngành hiển nhiên là không có tiền đồ gì, cho nên ngày thường các tổ viên khác chẳng thèm quan tâm tới chuyện của hắn. Lúc này một nữ nhân xinh đẹp mặc quần áo màu hồng đi vào phụ khoa. Mái tóc quăn của nàng nhuộm thành màu hồng, đùi thon dài đẹp, đi đôi giày cao gót phải tới 7 phân là ít, lúc đi mông và vú lắc lên lắc xuống cực kỳ động lòng người. Viên văn lệ nhân lúc này cáo lui, chu phó viện trưởng, ngài đang vội, tôi đi trước. chu Diễm Linh thờ ơ gật đầu. Viên văn lệ trước khi đi còn chừng mắt nhìn Trương Dương một cái, ý bảo hắn phải nghe lời, Trương Nhất Trâm vốn định theo nàng rời khỏi, nhưng bên tai lại nghe thấy thanh âm đạm mạc của chu Diễm Linh, Trương Dương, cậu tới đây hỗ trợ hỏi bệnh án bệnh nhân một chút. Trương Nhất Trâm ngẩn người, hiện giờ hắn dần dần tiếp thu cái vai hoàn toàn mới này, gật đầu, ngồi xuống đối diện với chu Diễm Linh, khóe mắt len lén đánh giá bệnh nhân này. Đó là một nữ nhân mặc quần áo hơi rộng một chút, thực sự rất lẳng lơ à, ca kỹ của Lưu Hương Viện cũng không dám ăn mặc lớn mật như vậy. Cũng may hôm nay Trương Nhất Trâm gặp nhiều tao ngộ rồi, nhiều kinh ngạc rồi, trong lòng có chút miễn dịch một chút. Thiếu phụ nhìn Trương Dương một chút rồi lại nhìn Chu Diễm Linh, mặt cười ngượng ngùng có chút đỏ ửng. chung quanh có 5 người nam nhân như vậy, đây là lần đầu tiên đi bệnh viện nàng gặp phải chuyện này. Chu Diễm Linh nhẹ nhàng nói, cô không cần lo lắng, chỉ là hỏi bệnh án một chút thôi. Hồng Linh đưa bệnh án tới trước mặt Trương Dương, trên bìa ghi mấy chữ, Lâm Hiểu Lệ, nữ, 23 tuổi, chưa kết hôn, cá nhân. Trương Dương mở bệnh án ra, nhìn một chút về phía Chu Diễm Linh, Chu Diễm Linh cổ vũ hắn nói yên tâm mà hỏi. Ý bảo có ta ở đây, không nên cố kỵ nhiều lắm. Trương Dương lên tiếng nói, xin hỏi tiểu thư có gì không khỏe. Quả nhiên là một câu nói kinh người, Chu Diễm Linh không làm sao được chỉ có thể nhìn tiểu tử này, trong lòng thầm mắng hắn làm bộ làm tịch, vài người chung quanh cũng cố nén cười. Lâm Hiểu Lệ cắn môi, lông mi cao lại, bởi vì Trương Dương là thực tập sinh, cho nên nàng cũng không suy nghĩ nhiều mà trả lời, "Tôi, tôi cùng bạn trai khi làm việc đó, luôn luôn chảy máu." Trương Dương không hiểu chuyện gì, rất chăm chú hỏi, "Tiểu thư, xin thứ lỗi cho tại hạ ngu muội, nàng và bạn trai vào lúc nào cơ?" Lâm Hiểu Lệ nhìn vẻ mặt ngây dại của Trương Dương, trong lòng có chút thông cảm, thằng nhóc này 10 phần thì đến 89 phần là một gã trai tở. Không ngờ ngay cả những lời này cũng không hiểu, nàng nở nụ cười, vẻ mặt hồng hồng giải thích nói, lúc làm tình ấy mà. Làm tình, Trương Dương mở to hai mắt nhìn, làm công, làm cơm, hắn đều nghe nói qua rồi, làm tình hắn là mới nghe lần đầu à. Trong năm sinh viên thực tập, một nam sinh không chịu nổi nữa ôm mặt quay người chạy ra ngoài. Chu Diễm Linh nhìn thực tập sinh kia cũng không cảm thấy kinh ngạc, những nam sinh tới thực tập ở phụ khoa này, đại bộ phận đều không thể khống chế tốt được hóc môn trong cơ thể, nghe được những từ ngữ kích thích này sẽ mê man bất định. Hai từ này khẳng định có phản ứng theo bản năng, cho nên mới chạy ra ngoài cửa né tránh đi. Lâm Hiểu Lệ hiển nhiên là một nữ nhân thời đại mới, Trương Dương không làm cho nàng thấy bất kỳ chuyện gì khó nói cả, nàng kiên trì giải thích nói là, là, chung chăn gối. Trương Dương cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của Lâm Hiểu Lệ, gật đầu, thì ra là chung chăn gối à. Hắn không nhìn lại bìa bệnh án một chút, hai chữ độc thân còn viết sờ sờ ra đó, trong lòng âm thầm cảm thán, thực sự là dâm đãng mà, còn chưa có lập gia đình mà đã làm ra việc cầu thả thế này, hơn nữa còn không biết Liêm Sỉ tới đây hỏi bệnh. Quả nhiên là thói đời ngày sau, hắn chỉnh lại tâm tình mình một chút, tiếp tục hỏi, "Xin hỏi tiểu thư, khi nàng chung chăn gối với tướng công nàng, lần đầu tiên xuất huyết là khi nào?" Lâm Hiểu Lệ bị cậu nhóc này hỏi lung tung có chút khó hiểu, mở to hai mắt nhìn nói, lần đầu tiên, hình như là năm 16 tuổi, nói xong câu đó nàng lập tức phản ứng, đỏ mặt mắng, cậu có thể hỏi bệnh án được không hả? Cậu có tật xấu hả? 16 tuổi à, lại có một nam sinh kho người kéo vạt áo chạy ra ngoài, mẹ nó đây không phải là hỏi bệnh án nữa, căn bản đúng là chuyện cấp ba mà. Chu Diễm Linh cũng không chịu nổi nữa, học sinh vệ giáo rốt cuộc đúng là học sinh vệ giáo, chuyên môn quá kém bảo hắn tiếp tục xuống nữa, cũng chả có tác dụng gì, nàng ho khan một tiếng, "Hồng Linh, em tới hỏi đi, Trương Dương, cậu phụ trách ghi lại." Trương Dương như chút được gánh nặng mà ngừng hỏi bệnh, Hồng Linh hiển nhiên giỏi việc này hơn hắn nhiều, hơn nữa Lâm Hiểu Lệ với nữ sinh hỏi càng dễ tiếp thu hơn. Nhưng mà hiện giờ Trương Dương lại gặp một vấn đề có tính khiêu chiến hoàn toàn mới, cái bút này làm lần đầu tiên hắn sử dụng, cho nên vẫn duy trì cách cầm bút lông hồi trước, bất quá năng lực học tập của hắn thực là rất mạnh rất nhanh đã tìm được bí quyết viết chữ, nhanh thoan thoát, hắn nhất nhất ghi nhớ những vấn đề hỏi và trả lời của Hồng Linh với Lâm Hiểu Lệ. Hồng Linh bên này cũng hỏi xong, Trương Dương cũng viết tròn hai trang giấy. Chu Diễm Linh đưa tay qua xem bệnh án, vẻ mặt vốn không chút dao động đột nhiên nổi lên biến hóa. Trương Dương trong lòng có chút đắc ý, phải biết rằng trước đây các phương thuốc hắn viết đều được các tiểu thư khuê các tranh nhau siêu tập, hắn với thư pháp của mình rất có tự tin chu diễm linh phải thừa nhận cậu nhóc này viết chữ quả không tồi thế nhưng dựa theo những tiêu chuẩn viết bệnh án mà nói trương dương viết lung tung chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung văn chương lùng cùng bởi trước mặt có bệnh nhân nàng cũng không muốn phát tác lập tức chỉ yên lặng xé hai trang giấy mà trương dương vừa viết trương dương trong lòng thầm nghĩ vị chu phó viện trưởng này thực sự rất biết hàng chắc là thấy bản vẽ của ta đẹp quá nên yêu thích mà muốn lấy làm của riêng đây chu diễm linh đứng lên chỉ chỉ vào phòng kiểm tra ở sát vách phụ khoa, ý bảo Lâm Hiểu Lệ vào toilet lấy một ít nước tiểu, sau đó xoay người bảo với bốn thực tập sinh còn lại nói, tôi muốn khám phụ khoa, các anh chỉ quan sát mà học tập một chút. Ngoại trừ Trương Dương mấy tên nam sinh còn lại mặt đỏ lên, Hồng Linh tiến vào đầu tiên, Trương Dương vốn lòng hiếu kỳ rất lớn, khi sống lại chẳng những không giảm bớt đi mà ngược lại còn có chút tăng thêm. Cho nên hắn cũng tiến theo vào, còn vài nam sinh khác vì ngượng ngùng mà không có tiến vào trong phòng khám phụ khoa. Lâm Hiểu Lệ thấy Trương Dương cũng tiến theo vào, mặt càng đỏ hơn nói: "Chủ nhiệm à, có thể bảo cậu ta ra ngoài được không?" Chu Diễm Linh khuôn mặt không thay đổi nói: "Cậu ta là bác sĩ thực tập, cô là bệnh nhân, tới bệnh viện xem bệnh, nói những chuyện đó làm gì? Cởi một ống quần ra rồi nằm lên giường đi." Lâm Hiểu Lệ cắn môi, đành phải thoát y trước mặt nam sinh, đây là lần đầu tiên của nàng, bất quá tính cách của nàng cũng coi như khá thoáng, suy nghĩ một chút cũng thấy người ta nói đúng dù sao cũng là tới bệnh viện xem bệnh có cái gì mà phải xấu hổ chứ nàng xoay người lưng hướng về trương dương cởi một ống quần ra cởi cả quần lót ra người nói vô tình nhưng người nghe lại có ý chu diễm linh nói câu này rất bình thường nhưng lại trương dương nghe thấy lại chấn động trong lòng lâm hiểu lệ rốt cuộc cũng khắc phục được nỗi thẹn trong lòng khéo léo cởi cái quần tam giác màu đen ra bò lên giường bệnh khám phụ khoa hai chân đặt lên giường nằm xuống trương dương dương mắt nhìn đám bụi cỏ khuê cốc giữa hai chân trắng nõn của lâm hiểu lệ cái này không phải là đang nằm mơ chứ nữ nhân này sao có thể nói cởi là cởi ngay còn một chút thẹn thùng cũng không có sao hắn bỗng nhiên nhớ tới màn đỡ đẻ cho ái phi của tùy dương đế trong lòng lại cảm thấy sợ hãi việc này không phải sẽ lập lại nữa chứ dương quảng bởi vì mình chạm vào nữ nhân của hắn mà hắn giết mình lần này sẽ không phải là một kết cục như vậy nữa chứ trong lòng tuy rằng cảm thấy rắc rối phức tạp thế nhưng thân thể không tự chủ được mà sinh ra phản ứng bản năng, bên dưới cái áo trắng dài nổi lên như cột buồm. Hồng Linh nhạy cảm phát hiện ra biến hóa của Trương Dương, đỏ mặt xoay đi. Chu Diễm Linh Kiên chỉ giải thích thủ pháp song hợp trần, Trương Dương nhìn tay nàng chỉ vào các phiến màu hồng ướt át, nhất thời mặt đỏ tim đập, Chu phó viện trưởng này thực sự cường hãn à. Ngay cả nữ nhân cũng không buông tha. Hồng Linh được Chu phó viện trưởng chỉ đạo cho một lúc, Chu Diễm Linh mới chuyển hướng sang Trương Dương vẫn đang chấn động đứng ở đó nói, cậu tới đây, tới cảm nhận một chút thủ pháp xong hợp trần. Trương Dương gật đầu, nếu người ta đã thịnh tình như vậy, từ chối là rất bất kính, hắn thò tay tới lập tức bị Chu Phó Viện trưởng ngăn lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nói, người không biết dùng bao tay sao. Có biết quan niệm vô khuẩn không? Trương Dương chật vật lắm mới gật nổi cái đầu, vừa rồi lúc Hồng Linh mang bao tay vào, hắn tỉ mỉ quan sát qua, cho nên động tác này cũng không khó hoàn thành lắm. Dưới chỉ đạo của Chu Diễm Linh, hắn khép ngón trỏ cùng ngón tay giữa run rẩy đi với mục tiêu, dù sao hơn một nghìn năm không chạm vào nữ nhân, có chút khẩn trương cũng là bình thường. Tuy rằng còn cách một cái bao tay cao su, Trương Dương vẫn cảm thấy được hơi nóng từ cơ thể Lâm Hiểu Lệ. Lâm Hiểu Lệ bởi vì khẩn trương, cơ thể không tự chủ được mà co rút lại một chút, Trương Dương rõ ràng cảm thấy xúc cảm đột nhiên gia tăng. Ở cổ tử cung có cảm giác gì? Rất khít, Trương Dương buột miệng thốt ra lần này không chỉ Hồng Linh, Chu Diễm Linh cũng đỏ mặt lên, nói một câu gắt gỏng cút. Chương 2, lạc lối tại những năm 90. Bốn gã thực tập sinh mặc áo dài trắng ở ngoài cửa phụ khoa nhất tề ngồi chồm hổm một bên, chỉ có tư thế như vậy mới làm cho họ che giấu được xấu hổ của mình. Nhưng hạ thân đột nhiên nổi dậy như thế rất dễ làm cho người khác chú ý. Trương Dương ủ rũ đi ra, cũng ngồi trồng hổm với bạn học, hắn tất nhiên vẫn đang bị vây trong phấn khích rồi. Bạn học cạnh hắn Trần Quốc Vĩ cười xấu nhỏ giọng nói, bình thường không nhìn ra, mày thật là can đảm, sắc đảm bao thiên. Trương Dương cười cười, hắn còn chưa thích ứng với cách nói chuyện này. Không bao lâu sau chợt nghe thấy tiếng đốc đốc của giày cao gót, Lâm Hiểu Lệ mặt hồng hồng cười đi ra, khi đi qua người Trương Dương đột nhiên dừng lại, cắn cắn môi, hai mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn Trương Dương, lưu manh. Trương Dương rất vô tội nhìn Lâm Hiểu Lệ ngạc nhiên nói, nàng vừa mở miệng đã mắng người rồi ta vốn thuần khiết mà. Hồng Linh từ trong phòng đi ra, có chút khinh thường nhìn Trương Dương, Trương Dương, trở về viết kiểm điểm rồi nộp lên trên, làm một bác sĩ thực tập, phải nói và làm thật nghiêm túc, vừa rồi vị lâm tiểu thư kia rất tức giận. Chu phó viện trưởng an ủi mãi nàng mới bỏ qua cho, người ta rất ủy khuất à, còn nói muốn đi tới y vụ tố cáo cậu đấy. Tố cáo ta chuyện gì? Trương Dương thực sự có chút không hiểu, mấy tên bạn học trăm miệng một lời nói tố cáo mày lưu manh đùa giỡn người ta chứ sao trương dương hừ lạnh một tiếng chính cô ta chủ động cởi quần áo mà chu phó viện trưởng bảo ta dùng đầu ngón tay chọc vào nói xong câu đó bỗng nhiên phát hiện ra chu phó viện trưởng lạnh lùng đứng ở trước cửa phụ khoa trương dương biết mình gặp rắc rối rồi có chút xấu hổ đứng lên chu phó viện trưởng gật đầu ngày mai ta sẽ đưa tình hình thực tập của cậu phản ánh cho trường sau khi bỏ lại những lời này Nàng không thèm quay đầu lại đi thẳng tới thang máy. Ký túc xá tập thể của bác sĩ thực tập ở ngay đối diện với bệnh viện nhân dân huyện, cách một con đường. Trương Dương trong thời gian ngắn cũng hiểu được vài việc, thứ nhất chính là thân phận hiện giờ của hắn, thứ hai là nơi ở, cái sau đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hiện giờ hắn nằm trên giường suy nghĩ rõ ràng chân tướng chuyện vừa rồi, may mắn chính là hắn cùng Trần Quốc Vĩ ở trong ký túc xá, từ các dấu hiệu cho thấy Trần Quốc Vĩ cũng không khinh hắn vì là sinh viên vệ giáo. Nhưng mà năng lực thích ứng của Trương Dương rất mạnh, mặt dày mà đi theo tên mặt trắng Trần Quốc Vĩ, thế nào cũng phải tìm được một nơi ở trong ký túc xá này. Hai người vừa đi ra cửa bệnh viện, chợt nghe thấy một thanh âm phẫn nộ nói, thằng khốn, con mẹ mày đứng lại cho tao. Trương Dương cùng Trần Quốc Vĩ quay đầu lại đằng sau, đằng sau có tiếng xe máy chuyển tới, một gã thanh niên thân hình cao lớn đầu chọc lóc cưới một con Yamaha 400 đua xe trên đường. Ngồi đằng sau là Lâm Hiểu Lệ quần áo màu hồng tiếng động cơ vang lên cấp tốc vò tới trước mặt bọn họ, nam nhân này khoảng chừng 30 tuổi, cao lớn thô kệch, ăn mặc một bộ quần áo đua xe sặc sỡ. Tay trái hắn tháo kính dâm ra, dơ dơ lên đầu, đích xác có vài phần tiêu sái, mày. Trương Dương lúc này mới nhận ra nữ nhân ngồi phía sau hắn là Lâm Hiểu Lệ, tuy rằng hắn mới tới thời đại này, thế nhưng đạo lý đối nhân xử thế tương đối lão luyện, từ dáng dấp hung thần ác sát của nam nhân kia hắn mơ hồ đoán được là nhầm vào mình rồi. Lâm Hiểu Lệ đưa tay chỉ vào Trương Dương, chính là nó. Nam nhân chọc đầu là Chu Đại Phương bạn trai của nàng, hắn là một tên lông bông, bởi vì đã từng đánh nhau nên bị vào trại cải tạo 3 năm. Ở khu này cũng coi như là nhân vật có chút danh tiếng, vừa rồi hắn nghe thấy Lâm Hiểu Lệ nói ở Bệnh viện Nhân dân huyện bị một thằng tiểu tử quấy nhiễm tình dục, cơn giận này dù thế nào cũng nuốt không trôi, lập tức mang theo Lâm Hiểu Lệ lòng như lửa đốt chạy tới dây, vừa vặn chặn lại được Trương Dương. Chu Đại Phương tắt động cơ xe máy đi tới trước mặt Trương Dương, bỏ kính dâm xuống, hung thần ác sát đạp Trương Dương, tay phải hung hăng đấm qua. Trương Dương cho rằng hắn muốn điểm huyệt mình, yên lặng điều tức di chuyển vài huyệt đạo trước ngực ra chỗ khác, lợi dụng nội lực để hóa giải lực ngón tay của Chu Đại Phương. Nào ngờ ngón tay cầu Chu Đại Phương toàn bộ không có chút nội lực nào cả. Trương Dương lúc này mới biết mình đánh giá đối thủ quá cao rồi. Mẹ mày mặt còn búng ra sữa mà dám đùa dỡn bạn gái tao! thích chết hả, Chu Đại Phương cố sức chỉ vào ngực Trương Dương. Có gì từ từ nói, chúng tôi đều là bác sĩ thực tập ở bệnh viện huyện, Trần Quốc Vĩ nói đỡ. Chu Đại Phương hung giữ đạp Trần Quốc Vĩ một cái, bác sĩ thực tập thì làm sao? Bác sĩ thực tập thì có thể tùy tiện sờ vào bạn gái tao sao? Trần Quốc Vĩ sợ quá lui lại từng bước một, chuyện này căn bản không phải chuyện của hắn, hắn có chút hối hận khi nói câu vừa rồi. May mà Trương Dương lúc đó kịp thời đi qua nói, huynh đài, huynh Hiểu nhầm rồi, lúc đó tôi chỉ vâng lệnh của phó viện trưởng mà thôi, chẩn bệnh cho nàng, đối với vị tiểu thư này tuyệt đối không có ý khinh nhờn. Chu đại phương vốn chỉ định đánh hắn một cái mà thôi, bất quá chỉ muốn chơi đùa với Lâm Hiểu Lệ một chút, nhưng vừa mới tới đây, hắn bắt đầu ôm mộng dùng chuyện này để tống tiền, nghe thấy Trương Dương nói như vậy, cho rằng thằng nhóc này đã lúng túng rồi, cười lạnh nói a, à, không nhìn ra, con mẹ mày cũng thích ăn nói theo kiểu giang hồ đây, nể mày còn là sinh viên tao không thèm tính toán với mày, thế nhưng chuyện của bạn gái tao không thể bỏ qua dễ dàng như thế được. Mày đưa ra đây một ngàn đồng, làm tiền bồi thường tổn thất tinh thần, chuyện này về sau coi như xong. Một ngàn đồng ở trong những năm 90 mày là một số lượng không nhỏ, bác sĩ bình thường tiền lương hàng tháng cũng chỉ là 4-500 đồng, Chu đại phương của thật rất tham ăn. Trương Dương hiện giờ đối với khái niệm tiền tài còn chưa rõ, thế nhưng hắn rất rõ Chu đại phương đang dọa nạt đòi tiền hắn, hắn mỉm cười nói, xin lỗi, tiểu đệ không có một xu trên người người. Chu Giải Phương vừa nghe lời này liền tức giận, con mẹ mày cho mày mặt mũi còn không thích đúng không? Vừa nói xong hắn vung bàn tay bổ lên người Trương Dương, động tác của hắn đúng là đã phẫn nộ rồi, không thể hiện một chút, thì thằng nhãi này còn chưa biết sợ. Trần Quốc Vĩ sợ tới mức chạy nhanh như chớp vào phòng bảo vệ của bệnh viện, lúc này có thể xin giúp đỡ chỉ có bảo vệ mà thôi. Trương Dương thấy Chu Đại Phương xuất thủ lần thứ hai, hơn nữa còn định bạt tai mình một cái, Sĩ khả sát bất khả nhục sĩ có thể chết chứ không chịu nhục. Trương Dương nguyên tính tình cũng không tốt đẹp gì, tay trái hắn đưa ra nghênh tiếp, nhoáng một cái bắt được mạch môn ở tay phải Chu Đại Phương, bất quá Trương Dương này tương đối gầy yếu một chút. Chu Đại Phương vốn tưởng có thể ăn dễ dàng Trương Dương, nhưng không nghĩ năm ngón tay đối thủ như kìm sắt kẹp vào cổ tay hắn vậy, dùng lực một cái, nửa người Chu Đại Phương tê dại vô cùng. Lúc này hắn mới ý thức được mình có chút sai lầm. Tên sinh viên trước mặt này không phải yếu đuối như bề ngoài. Hắn vừa nói như vậy, Lâm Hiểu Lệ liền vào tới hùng hùng hổ hổ mắng, "Chu đại phương, anh có phải là nam nhân không vậy? Nó chỉ dùng ngón tay thôi mà đã như thế rồi sao?" Nàng nói xong tức giận xông lên muốn tát Trương Dương, Trương Dương nhấc chân đá một cước, đá vào bụng dưới của Lâm Hiểu Lệ. Tuy rằng hắn không sử dụng toàn lực, nhưng vẫn làm cho Lâm Hiểu Lệ lùi lại hai bước dài đặt mông rồi xuống đường thằng nhóc này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Người vây xem náo nhiệt ngày càng nhiều, Lâm Hiểu Lệ ngồi dưới đất khóc lóc om sòm. Bỗng nhiên có hai nữ nhân đi ra từ trong đám người đó, một người là Hồng Linh, một người là thiếu nữ vóc người khá cao lớn, mái tóc dài đen bóng giống như thác nước chảy, vẻ đẹp phiêu giật động lòng người, khuôn mặt tròn, đôi mi thanh tú thon dài, cặp mắt to trong sáng mỹ lệ vô cùng, chiếc mũi thẳng khéo léo, cùng với đôi môi mềm cong vút lộ ra vẻ dịu dàng. Nàng mặc một bộ quần áo màu tím bó sát người càng làm nổi bật lên vài phần nhẹ nhàng khoan thai, khí chất nhã nhận lịch sự nội liếm bên trong như một đóa hoa xinh đẹp vừa nở rộ. Thật là mỹ nhân mà, Trương Dương thấy thế cũng không khỏi ngẩn người liếc nhìn nàng vài lần. Hai người đi tới nâng lâm hiểu lệ ngồi dậy, Hồng Linh tận mắt thấy Trương Dương đá lâm hiểu lệ một cái ngã xuống đất, trong lòng có chút phẫn nộ chỉ vào hắn nói, Trương Dương, cậu hơi quá đáng rồi đó. Lúc này Trần Quốc Vĩ đang gọi theo hai gã bảo vệ trong bệnh viện chạy tới, Trương Dương thả cổ tay của Chu Đại Phương ra. Chu Đại Phương bị ăn quả đắng này đương nhiên không dám tiếp tục xuất thủ với Trương Dương, lưu lại một câu ngoan độc, thằng khốn, mày nhớ mặt tao đấy. Sau đó kéo Lâm Hiểu Lệ lên xe máy chật vật chạy đi. Trần Quốc Vĩ giải thích với hai bảo vệ một hồi, hơn nữa đám bảo vệ cũng biết mặt Chu Đại Phương, trong lòng cũng có chút thiên vị với Trương Dương, chỉ nhắc nhở hắn một hai câu rồi quay về bệnh viện. Ngược lại Hồng Linh không có ý tứ buông tha, đi theo sau Trương Dương tiếp tục nói, Trương Dương, sao cậu lại đánh nữ nhân, hơn nữa người ta lại là bệnh nhân của bệnh viện, cậu có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới bệnh viện như thế nào không, cậu có biết cậu đã bôi đen hình tượng của toàn bộ tổ thực tập chúng ta rồi không? Trương Dương cũng không chịu nổi lời lại nhảy bên tai của nàng, dừng lại quay người đi sang phía khác, cô mà tiếp tục lại nhảy nữa, có tin tôi đánh cả cô không? Hồng Linh sợ tới hét lên một tiếng trốn sau lưng người bạn đồng hành kia, hiểu tình, người ta muốn đánh tớ kia. Đó là bạn tốt trong trường y của Hồng Linh tả hiểu tình, nàng là hoa hậu giảng đường trong Đại học Y khoa Giang Châu này, là tình nhân trong mộng của vô số nam sinh. Đôi mắt sáng của tả hiểu tình lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trương Dương, trên khuôn mặt thanh tú tràn ngập ngạo khí không chút sợ hãi, dường như muốn cảnh cáo Trương Dương, giỏi thì động thủ thử coi. Đối với mỹ nữ vô luận là quá khứ hay hiện tại, Trương Dương thủy chung rất lễ phép, hắn lắc đầu cười, tôi không thèm chấp nhặt với hạng đàn bà tranh chua như cô. Hắn ám chỉ đương nhiên là Hồng Linh đang đứng phía sau tả hiểu tình. Trương Dương vừa rời đi, thanh âm phẫn nộ của Hồng Linh vang lên phía sau, hắn dám mắng chửi người nữa chứ, rốt cuộc đúng là sinh viên vệ giáo, tố chất vô cùng kém mà. Trương Dương đích xác không muốn chấp nhặt với nữ sinh này, theo hướng dẫn của Trần Quốc Vĩ đi tới phòng 103. Hắn tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của Trần Quốc Vĩ, vô luận là chào hỏi với bảo vệ ở cửa, hay hắn dùng chìa khóa mở cửa ra thế nào, Trương Dương đều ghi nhớ rõ trong lòng. Đi tới thế giới này bất luận chuyện gì cũng là rất mới mẻ so với hắn, hắn phải học nhanh một chút mới có thể thích ứng được tất cả ở đây. Ký túc xá của bác sĩ thực tập bốn người một phòng, hai thực tập sinh khác bởi vì có nhà ở gần nên bình thường rất ít khi ở lại đây. Trần Quốc Vĩ tuy rằng ở cùng một chỗ với Trương Dương, Thế nhưng có thể nhìn ra được hắn đối với Trương Dương sinh viên vệ giáo rất là coi thường, rất ít khi chủ động nói chuyện với Trương Dương. Trương Dương đành phải chủ động tới gần, mục đích là từ trong miệng của Trần Quốc Vĩ tìm hiểu một số chuyện. Thường thường hỏi mấy câu, Trần Quốc Vĩ mới trả lời được một câu, mặc dù vậy Trương Dương vẫn có thể thu được nhiều tin tức. Trần Quốc Vĩ đi tới bàn mở chiếc tivi 14 inch, hình ảnh âm thanh đột nhiên hiện ra làm cho Trương Dương giật nảy mình. Vừa khéo Hiện giờ trên truyền hình đang phát bộ phim truyền hình tùy đường anh hùng truyện, Trình Giảo Kim đang qua cái bố to giận dữ hét lên, Dương Lâm lão nhi, mỗ ra cùng người giao chiến 300 hiệp. Trương Dương bị những gì nhìn thấy trước mắt làm cho chấn động thật sâu, Dương Lâm. Sơn Vương Dương Lâm, loài người quyền khuynh cả vua, là thái thúc của Dương Đế Dương Quảng, là người đứng đầu trong khai quốc ngũ lão của Đại Tùy, nhưng mà Trương Dương cùng Dương Lâm đã từng gặp gỡ một lần, bộ dạng cũng không như thế này. Lúc Trương Dương tập trung tinh thần vào màn hình thì màn hình tivi chợt biến đổi, vài thiếu nữ ăn mặc đồ bơi lượn lờ bơi dọc theo bể bơi, còn có lời thuyết minh mỗi tháng đều có vài ngày không thuận tiện, sau đó là một tiểu nha đầu xinh đẹp quyến rũ tràn ngập mị hoặc nói rằng có Diana chống thấm mới chúng ta có thể bơi lội mỗi ngày. Trương Dương ngẩn người ngây ngốc, hắn nhìn chung quanh tivi một lần, làm thế nào cũng không tìm được hình ảnh Dương Lâm đại chiến với Trình Giảo Kim, tràn ngập khó hiểu nói: "Sơn Vương đâu rồi?" Trần Quốc Vĩ cười thầm đúng là một thằng nhà quê, nghĩ rồi hắn với tay lấy quả bóng rổ dưới giường, chạy ra ngoài chơi. Sau phần quảng cáo 3 phút giữa phim, hình ảnh trình rào kim đại chiến Dương Lâm lại lần nữa bắt đầu. Trương Dương mơ hồ ý thức được thứ này có thể là giả, hắn bắt đầu chú ý tới tủ trong tường ở phòng, bốn cánh cửa tủ đều được khóa kỹ rồi. Bởi vì đã nhìn thấy Trần Quốc Vĩ dùng chìa khóa để mở cửa, Trương Dương rất dễ dàng đoán ra cách mở cánh cửa tủ này, lợi dùng chùm chìa khóa bên hông hắn xuyên từng cái một qua thử, rốt cuộc cũng tìm được cái chìa khóa ngăn tủ của mình. Ở tầng cuối cùng, trong ngăn tủ có một chút quần áo và thức ăn, mấy đồ ăn này cũng cực kỳ thông thường, chỉ là mấy gói mì gà mà thôi. Trương Dương đã đói bụng, hắn xé gói mì gà ra, cứ như thế mà ăn, trước mắt hắn còn chưa có cái cảnh dùng nước sôi đổ lên mì để dùng. Làm hắn vui mừng kinh ngạc nhất chính là, quyển sách trước mặt hắn không ngờ là, tác giả là Bách Dương, Trương Dương vừa ăn mì gà vừa lật lật xem quyển sách lịch sử. Tình hình của tùy triều trước kia hắn biết, hắn ở năm thứ 12 đại nghiệp, cũng là năm 616 sau công nguyên thì bị tùy Dương đế hạ độc, hắn càng xem càng kinh hãi, ngày hôm nay đã là ngày 11 tháng 2 năm 1992, nói cách khác bất chi bất giác hắn đã xuyên tới thế giới sau 1396 năm. Đêm đó Trần Quốc Vĩ bởi vì đi đánh bài với bạn học ở phòng bên cạnh, sáng sớm trở về đã phát hiện ra ký túc xá vẫn còn sáng. Trương Dương đã có thể tìm được báo chí tạp chí, đang ngồi trên giường tập trung tinh thần xem tin buổi sáng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Dương bỏ bê công việc suốt một ngày một đêm, vẫn ở trong ký túc xá xem TV, mấy gói mì gà ở trong tủ xây trong tường cũng đã bị hắn gặm gần hết rồi. Lúc Trần Quốc Vĩ trở về, thanh âm nặng nề nói với hắn, viên trưởng khoa khoa giáp bảo cậu sáng mai tới khoa khoa giáo báo cáo, Trương Dương đối với những lời này không có chút lo lắng nào biểu hiện ra mặt, quốc vĩ, hiện giờ có hoàng đế không? Trần quốc vĩ, sặc, cười một cái, có nhưng mà không phải ở Trung Quốc. Trương Dương như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi, hắn lấy chứng minh thư đặt ở trong ví, qua một ngày một đêm bổ sung tri thức không biết mệt mỏi. Trương Dương hiện giờ đại khái đã nắm được một chút tình hình chung rồi. Hắn tên Trương Dương, Nam, năm nay 20 tuổi, là một người tốt nghiệp vệ giáo, với tuổi tác như vậy đã được kêu là lớn tuổi rồi. Địa chỉ gia đình ở số 16 cửa phía tây huyện Xuân Dương, cách bệnh viện nhân dân huyện không tới 3 km. Trương Dương có một tập quán ghi nhật ký, Trương Nhất Trâm từ trong nhật ký mới biết được quá khứ của hắn, lý giải được thế giới nội tâm của Trương Dương. Trương Dương một tuổi thì cha hắn mất đi, mẹ hắn lấy người chồng bây giờ là Triệu Thiết Sinh. Triệu Thiết Sinh vốn có hai nam một nữ, thường ngày đối với Trương Dương là con chồng trước của vợ mình tự nhiên không có chút hảo cảm nào cả, những hàng chữ trong nhật ký toát nên những oán niệm sâu sắc của Trương Dương với Triệu Thiết Sinh. Trần Quốc Vĩ nhìn miếng mì gói khô cằn trong tay Trương Dương, có chút thông cảm vỗ vỗ vai hắn nói, ăn mì nhiều sẽ không tốt cho dạ dày, thức ăn trong bệnh viện cũng tốt lắm, cậu không nên quá tiết kiệm. Trương Dương gật đầu, nói gọn gàng dứt khoát, tôi không có tiền. Trần Quốc Vĩ đối với gia cảnh của Trương Dương cũng có chút cảm thông, thở dài một hơi nói, đi, tối nay tôi mời. Trương Dương cũng không khách khí với hắn, đi theo Trần Quốc Vĩ vào căng tin, ăn uống một trầu cho ngon lành. Cha của Trần Quốc Vĩ là trưởng ban tài chính của một xí nghiệp quốc doanh ở Giang Thành này, gia cảnh giàu có, cho nên bình thường đối nhân xử thế cũng rất hào phóng. Nhưng mà mời Trương Dương đi ăn, cũng không phải do hắn cảm thấy thương cảm, mà đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, Trương Dương lúc đó là chu phó viện trưởng cực kỳ tức giận, sau đó lại đánh nhau bên ngoài cửa bệnh viện, lại còn dám bỏ bê công việc cả ngày hôm nay, Ba chuyện này xảy ra gần như đồng thời, đủ làm cho hắn bị trục xuất ra khỏi bệnh viện mà quay lại vệ giáo rồi. Bữa cơm này có ít nhiều ý cáo biệt mà thôi. Chuyện đề cử, chờ ngày gió đông ấm áp. Trương Dương ăn hai miếng thịt kho tàu, ba bát cơm sạch sẽ xong rồi lại miệt mài đối phó với bát canh trứng cà chua, từ khi tới những năm 90 này, hắn còn chưa được một lần ăn cơm đúng nghĩa, quả thật có chút đói bụng. Trần Quốc Vĩ ngây ngốc nhìn Trương Dương, tiểu tử này thực sự ăn rất khỏe hắn đâu biết rằng người ta đói bụng hơn 1.300 năm rồi, ăn chút cơm ấy thì có tính là gì. Trương Dương lau lồm, làm ra động tác cơm no rượu say, ánh mắt nhìn Trần Quốc Vĩ cũng trở nên ấm áp hơn nhiều, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, người ta mời hắn ăn, đương nhiên phải thân mật một chút. Trần Quốc Vĩ trợn tròn mắt nhìn hắn, đứng dậy, vậy cậu về ký túc xá trước đi, tôi đi tới phòng cấp cứu xem thế nào, thực tập sinh vốn không phải trực ban. Thế nhưng mỗi đêm vẫn có thực tập sinh chủ động đi tới phòng cấp cứu, mong có thể học được gì đó nhiều hơn. Trương Dương gật đầu cùng Trần Quốc Vĩ rời khỏi căng tin, lúc này mới phát hiện trên trời mưa rơi tí tách, ngẫm lại mình có quay về ký túc xá cũng chẳng có việc gì làm, đành phải đi cùng Trần Quốc Vĩ tới phòng cấp cứu xem. Hai người đội mưa chạy thẳng tới phòng cấp cứu, nhưng còn chưa có tới nơi chợt nghe thấy tiếng xe cứu thương gấp gáp đang vang từ xa tới gần. Năm chiếc xe cứu thương trước sau dừng lại trước cửa lớn, bác sĩ y tá khám bệnh cuống quyết chạy ra, bên cạnh có không ít thực tập sinh. Trương Dương vừa liếc mắt một cái đã phát hiện ra Hồng Linh cùng vị hoa hậu giảng đường tả hiểu tình đều trong đội ngũ cứu thương. Một bác sĩ trẻ tuổi thân hình cao lớn vội vàng chỉ huy hiện trường, xe cứu thương tổng cộng đưa tới 15 người bệnh. Nguyên nhân gây ra vụ này là giản giáo xây dựng tòa nhà cục thuế vụ ở phía đông thị trấn sụp xuống. Hiện trường tuy không có ai chết, thế nhưng trọng thương tới 15 công nhân, chuyện này là chuyện cực kỳ nghiêm trọng rồi. Phòng cấp cứu chữa bệnh của Bệnh viện Nhân dân huyện là cực kỳ yếu kém, hơn nữa là khoa mặt cùng khoa nhi, bác sĩ đi tới hiện trường cũng chỉ có 5 người, tên bác sĩ trẻ tuổi đang chỉ huy kia là bác sĩ của khoa Trình Hình Cao Vĩ, hắn là người tốt nghiệp đại học y khoa Giang Thành năm 89, là sinh viên khóa trên của Hồng Linh, Trần Quốc Vĩ. Tình huống như vậy hắn cũng mới gặp lần đầu, Cao Vĩ vừa phải chỉ huy đưa người bệnh vào phòng cấp cứu, vừa phân phó Hồng Linh liên hệ với các bác sĩ trực ban hôm nay. Thấy Trần Quốc Vĩ cùng Trương Dương đứng ở ngoài quan sát, Cao Vĩ có chút phẫn nộ gầm rú lên, hai người các cậu, nhanh đi hỗ trợ đo huyết áp. Trần Quốc Vĩ cuống quyết gật đầu, theo một cáng cứu thương tiến vào, vọng, văn, vấn, thiết, một trương dương có thể hiểu được, thế nhưng đo huyết áp hắn lại rốt đặc cán mai, một y tá đưa huyết áp kế cho hắn, chỉ chỉ vào hướng của tả hiểu tình, ý bảo hắn mang tới đó đo lường huyết áp của bệnh nhân mà tả hiểu tình đang chăm sóc. Trương Dương đi qua, tả hiểu tình hiển nhiên cũng lần đầu tiên gặp phải chuyện này vì vậy rất khẩn trương, Khuôn mặt Thanh Tú bởi vì khẩn trương mà trở nên trắng bệch không chút máu, mái tóc giấu ở trong mũ trắng có chút lộn xộn, càng thêm mấy phần phong vận, Trương Dương thầm khen, đúng là mỹ nhân mà. Tả Hiểu Tình lập tức hiểu được Trương Dương đang chú ý nhìn mặt mình, nàng có chút phẫn nộ trừng mắt nhìn Trương Dương quát mắng, "Đo huyết áp đi." "Ta không biết." Trương Dương nói toạc móng heo. Tả Hiểu Tình cắn môi tức giận, một bác sĩ thực tập lại không biết kỹ năng cơ bản nhất là đo huyết áp, thật không biết hắn là loại người gì nữa. Nàng liền đoạt lấy huyết áp kế trong tay Trương Dương, lại giật ống tay áo của người bị thương ra. Nhưng phát hiện ra hai cánh tay của người bị thương đều đã biến dạng đi, nhất thời có chút hoảng hốt, nàng đưa mắt tìm kiếm vị trí của Cao Vĩ, thầy cao. Cao Vĩ đang vội vàng cầm máu cho một người trọng thương, hiển nhiên không thể tận tâm giúp đỡ nàng được. Trương Dương liếc mắt là nhìn ra người này bị thương chỉ là do khều tay cùng các đốt ngón tay bị chật khớp, thản nhiên cười, ôm lấy cánh tay trái của người bị thương. Tả hiểu tình kinh hãi nói, cậu muốn làm gì? Nàng xem ra người bị thương này tám chín phần là bị gãy xương rồi, kiêng kỵ nhất là tùy tiện di chuyển tay hắn, để tránh làm cho các khớp xương bị chạch khỏi vị trí. Trương Dương căn bản không thèm để ý tới nàng, tay trái nâng cánh tay người bị thương, tay phải nắm cổ tay hắn, nhẹ nhàng kéo mạnh một cái, chỉ nghe thấy một tiếng kêu, tay trái của người bị thương đã trở lại vị trí cũ thành công. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay của người bị thương đã khôi phục ngay tại chỗ, Tả hiểu tình ngây ngốc trợn mắt nhìn Trương Dương, ở đây cũng chỉ có nàng là nhìn thấy cử động của Trương Dương, một sinh viên vệ giáo, vậy mà có thủ pháp chỉnh hình thuần thục tới như vậy. Cánh tay trái của người bị thương đang bị như vậy, nàng đã bó tay rồi, thế mà Trương Dương lại chỉ mất một chút công phu đã làm cho cánh tay đó trở lại bình thường. Trương Dương mỉm cười thần bí với nàng, tả hiểu tình trên mặt không khỏi nóng lên, lúc này mới trở lại được với hiện thực, cầm lấy huyết áp kế đo lượng huyết áp của người bị thương, Trương Dương hiểu kỳ nhìn hành động của tả hiểu tình. Mặc dù đo huyết áp là thủ pháp đơn giản nhất nhưng đối với hắn mà nói đó cũng là một chuyện cực kỳ mới rời. Audio điện tử võ tấn bền chương 3, Cường Thế Tân Khái Niệm Thế nhưng tả hiểu tình bắt đầu nhăn đôi mi cong vút của mình lên, biểu tình trên mặt cũng trở nên ngưng trọng, huyết áp của người bị thương tuy rằng bình thường, thế nhưng hô hấp của hắn rõ ràng càng ngày càng gấp gáp hơn. Người bị thương được làm tỉnh lại thì chỉ chỉ vào cổ họng của mình, sắc mặt rất nhanh chóng biến thành màu tím hồng, hiển nhiên hô hấp của hắn có khó khăn. Tả hiểu tình cuống quyết chạy tới phía Cao Vĩ, Cao Vĩ nghe thấy bệnh nhân số 7 xuất hiện hiện tượng hô hấp khó khăn, theo đi quan sát một chút, sau đó nhanh chóng đưa ra phương án trị liệu, có thể là do đường hô hấp bị tắc nghẽn, mở khí quản của hắn ra. Em tới làm đi, sau đó vội vã chạy tới một người bị trọng thương khác. Tả Hiểu Tình đã sớm hoang mang lo sợ rồi, trời ạ. À. Nàng chỉ là một thực tập sinh mới nửa năm, phẫu thuật mở khí quản, tri thức của nàng chỉ giới hạn trong sách vở, còn chưa có tự mình làm bao giờ. Nàng nhớ tới cử động thần kỳ của Trương Dương khi nãy, liền nhìn về phía hắn cầu xin sự giúp đỡ của một sinh viên vệ giáo, cậu nhất định phải làm đó. Trương Dương nào biết phẫu thuật mở khí quản là như thế nào, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực người bị thương gõ nhẹ một chút, lập tức cảm thấy được hai sườn có khác biệt tuy rằng hiện giờ hắn rốt đặc cán mai với tên bệnh, thế nhưng theo như lời Cao Vĩ nói phẫu thuật mở khí quản hẳn là một phương án sai lầm, người bị thương bị thương ở ngực trái, dẫn tới khí đi vào trong ngực, do đó gây ra áp lực với lá phổi, đây mới là nguyên nhân dẫn tới việc hắn khó thở. Dựa theo phương pháp quá khứ, Trương Dương có thể dùng một cây châm rỗng ruột châm vào đó rút khí trong cơ thể ra. Thế nhưng hiện giờ trước mắt không có dụng cụ, ánh mắt hắn nhìn ra bốn phía chung quanh, bỗng nhiên phát hiện có một ống tiêm trị liệu rơi trên bãi đỗ xe, khóe môi mỉm cười, thứ này có thể sử dụng đây. Tả hiểu tình cũng vô cùng kinh ngạc, hắn nắm một ống tiêm, một tay hất bỏ pít tông ra, sau đó nhắm xuống ngực trái người bị thương cắm vào nhanh như thiểm điện. Tả hiểu tình chỉ kém chút nữa là ngất xỉu, hai tay che miệng, thời gian phảng phất như dừng lại. Mãi tới khi nghe được khí phóng ra suy suy lúc này nàng mới từ trong kinh khủng mà tỉnh táo lại. Trương Dương phán đoán chính xác vô cùng, người bị thương bất quá chỉ bị chứng tràn khí ngực, phương pháp trị liệu chuẩn xác chính là rút khí dư thừa ở lồng ngực ra ngoài, mà không cần phải làm cái gì như phẫu thuật mở khí quản ra, giả như làm theo phương án trị liệu của Cao Vĩ, người bị thương này chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Bệnh trạng của chứng tràn khí ngực sau khi giảm bớt đi, hô hấp của người bị thương nhất thời trở lại bình thường, Trương Dương nhanh chóng rút ống châm ra. Lúc này toàn bộ bác sĩ trực ban của bệnh viện đã nghe thấy tin tức vội vã chạy tới rồi, lực lượng chữa bệnh đã tăng mạnh, toàn bộ những công việc của đám thực tập sinh này được các bác sĩ tiếp nhận. Cao Vĩ lúc này mới nhớ tới chuyện tình của bệnh nhân số 7, đi tới bên này nhìn qua một chút, phát hiện tả hiểu tình vẫn chưa hề động thủ, không khỏi nhíu mày nói, hiểu tình, sao chưa xử lý đi. Tả hiểu tình mệt mỏi nói một câu, hắn bị chứng tràn khí ngực. Sau đó quay người đi thẳng vào phòng nghỉ. Trên mặt Cao Vĩ hiện nên vẻ xấu hổ, ánh mắt rơi vào Trương Dương vẻ mặt lập tức biến thành phẫn nộ, ánh mắt nhìn Trương Dương sao mà cay độc, Trương Dương lập tức hiểu được thằng này đang giận chó đánh mèo đây mà, 36 kế chuồn làm thượng sách, hắn cuống quýt xoay người chạy trốn theo Tả Hiểu Tình. Tả Hiểu Tình rửa tay mà lòng không yên, trong đầu vẫn hiện ra một cảnh vừa rồi, cái sinh viên vệ giáo này bình thường cô cùng bình thường, vậy mà lại có một thân bản lĩnh thần kỳ như vậy, nếu không phải đã từng mắt thấy tai nghe, nàng cũng không thể tin được những gì vừa xảy ra. Trương Dương đi tới vòi nước bên cạnh nàng rửa tay sạch sẽ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tả hiểu tình nhìn hắn một chút, cậu tên là Trương Dương. Trương Dương gật đầu. Tả hiểu tình cười cười duyên dáng, vươn bàn tay trắng nõn nhỏ bé của mình. Mình là tả hiểu tình, làm quen một chút. Trương Dương nhìn trong TV đã thấy cảnh này vô số lần, bắt tay kiểu này là một loại lễ phép. Hắn có chút lạ lẫm vươn tay ra, hai bàn tay ướt đẫm nắm cùng một chỗ. Tay của tả hiểu tình rất mềm mại ấm áp, làm cho Trương Dương có cảm giác thích thú trong lòng bàn tay. Tả hiểu tình nhỏ giọng nói, cậu thật sự rất lợi hại. Trương Dương nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng tuyết chỉnh tề, nhỏ giọng nói, chút tài mọn, không đáng nhắc tới. Hắn thật sự nói lời khiêm tốn, thế nhưng dưới mắt tả hiểu tình hắn lại làm cho nàng cảm thấy thâm bất khả chắc, hơn nữa tiểu tử này lại rất giỏi giả bộ. 15 người công nhân xây dựng thụ thương đã là một chuyện vô cùng trọng đại của thị trấn nhỏ Xuân Dương này rồi, sau một giờ, những lãnh đạo quan trọng của chính quyền huyện huyện ủy tất cả đều đi tới bệnh viện, thứ nhất là an ủi những công nhân bị thương, thứ hai là cố gắng làm cho ảnh hưởng của chuyện này xuống mức nhỏ nhất, loại chuyện này đối với mỗi người đó đều không có lợi gì. Bất quá may mắn là 15 công nhân cũng không có nguy hiểm tới tính mạng, hai người trọng thương cũng đã được khẩn cấp chữa trị, đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ gióng dạc nói chuyện ngay trong phòng cấp cứu, đầu tiên hắn cảm ơn công tác cứu giúp của tập thể bác sĩ bệnh viện nhân dân huyện, sau đó tuyên dương cải cách mở cửa có thật nhiều chỗ tốt, chuyện lập tức chuyển tới cái giá phải trả cho sự nghiệp, dễ dàng quy kết những thứ này là cái giá của quá trình nỗ lực cải cách mở cửa, lời nói của hắn đầy thành khẩn. Những anh em công nhân thụ thương, vì sự nghiệp cải cách mở cửa của nước Cộng hòa ta mà dốc hết tâm sức quốc cung tận tụy, bọn họ đều là những công thần lớn của cải cách mở cửa, chúng ta sẽ không quên họ, nhân dân sẽ không quên. Tôi xin các cấp lãnh đạo cứ an tâm, người thân gia quyến yên tâm, tất cả quần chúng nhân dân mọi người hãy yên tâm những người bị thương này nhất định nhận được sự trị liệu chu đáo tỉ mỉ nhất. Chỉ trong thời gian không lâu nữa, bọn họ nhất định sẽ mạnh khỏe, lần nữa đi lên tuyến đầu của công cuộc cải cách. Cảm ơn các vị những người bác sĩ tận tâm, cảm tạ các cô, những y tá xuất sắc, còn có những đồng chí này. Tiếng vỗ tay như sấm dậy, ánh đèn chấp giật liên tục, Trương Dương bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động vô cùng. Hắn nhỏ giọng hỏi tả hiểu tình bên cạnh vị đại nhân này là quan gì? Bí thư huyện ủy, mấy phẩm. Tả hiểu tình kinh ngạc nhìn Trương Dương, lập tức bị nụ cười hóm hình của hắn làm cho cười cười, ngây ngất nói có thể tính là thất phẩm. Trương Dương nhìn Lý Bí Thư vóc người thấp bé ngạo nghễ đứng trong đoàn người, chung quanh người hắn tỏa ra khí thế vương giả vô hình làm cho chấn động thật sâu. Thất phẩm mà còn trâu bò như thế, ta còn tưởng rằng đó là vương gia cơ, xem ra thời đại này chức vị cũng thực sự tốt nha. Trương Dương ngủ say 1396 năm trong lòng bỗng nhiên sản sinh ra một loại nguyện vọng mãnh liệt, hắn phải làm quan, hắn phải làm vầng trăng sáng ở giữa muôn vàn vì sao, không chỉ vì cái gì khác, chỉ vì muốn thỏa mãn cảm giác cao cao tại thượng vung tay quá chán đó. Đám lãnh đạo rời đi, những thực tập sinh này cũng rời đi, những hành động thần kỳ của Trương Dương tối nay ngoại trừ tả hiểu tình ra không một ai có thể biết. Tả hiểu tình tràn ngập hiếu kỳ với hắn, vẫn muốn ở cùng một chỗ với hắn, muốn hỏi chuyện về thủ pháp làm khớp xương trở về vị trí cũ, thế nhưng vấn đề của Trương Dương lại càng nhiều hơn hai người một hỏi một trả lời một số vấn đề hơn nữa người hỏi phần lớn là trương dương phụ trách trả lời chính là tả hiểu tình thời gian trôi nhanh tới 10 giờ tối đám thực tập sinh túm năm tụm ba đứng ngoài cửa chính nhiệt liệt thảo luận bọn họ vẫn đắm chìm trong việc trải qua ngày hôm nay hiểu tình hồng linh sôi nổi chạy tới bên hiểu tình nhìn thấy trương dương đứng bên cạnh tả hiểu tình khuôn mặt vốn mừng rỡ nhất thời trở nên lạnh như băng tràn ngập địch ý hỏi sao cậu cũng đứng ở đây Trương Dương đối với cô gái nhỏ suốt ngày cằn nhằn này cũng không có hảo cảm gì cho lắm, đang muốn cáo từ thì thấy Cao Vĩ tan tầm đi ra ngoài, hắn nhiệt tình đi tới đám sinh viên thực tập này bắt chuyện các bạn hôm nay biểu hiện không tồi chút nào. Hồng Linh cười nói, thầy Cao, chúng tôi giúp thầy nhiều như vậy, thầy cũng phải có chút bày tỏ nào hữu hiệu chứ nhỉ. Đám sinh viên chung quanh cũng hùa theo ồn ào. Cao Vĩ gật đầu, được, tôi mời mọi người đi tới chợ đêm ăn đêm ánh mắt hắn vô tình có ý định nhìn thoáng qua tả hiểu tình tả hiểu tình hơi cao mày dường như trốn tránh ánh mắt của cao vĩ trương dương mắt sáng như đuốc lập tức hiểu rằng vị bác sĩ cao nào tám chín phần là có ý định với mỹ nữ tả hiểu tình này có ý định cầm thú gì đây trong lòng trương dương làm thầy là không được có ý định gì với học sinh mình cả trương dương vốn cũng không muốn đi thế nhưng tả hiểu tình nhỏ giọng mời hắn cùng đi trương dương vốn không có bất luận sự chống cự nào đối với mỹ nữ hơn nữa làm việc cả buổi tối cũng có chút đói bụng, trong lòng muốn kiếm cơm nên cũng bước theo mọi người cùng tới chợ đêm nhị bộ nhai. Ở những năm 90, mọi người bắt đầu phổ biến đi bằng xe đạp, bác sĩ ngoại khoa Cao Vĩ đã có riêng cho mình một chiếc xe máy Suzuki Kim Thành 125, hơn nữa bản thân hắn bề ngoài anh Tuấn, nhiễm nhiên trở thành một bạch mã vương tử trong mắt nhiều y tá bệnh viện. Đương nhiên lực sát thương to lớn còn bao quát cả những nữ sinh thực tập vừa mới vào bệnh viện nhị bộ nhai vốn không xa, cách bệnh viện nhân dân huyện chừng 500 bước chân, bảy tên thực tập sinh đáp ứng lời mời tất cả đều đi bộ, cao vĩ lái xe Suzuki Kim Thành của hắn đi bên cạnh bọn họ. Tả hiểu tình sóng vai đi với Trương Dương, làm cho không chỉ đám thực tập sinh cảm thấy kinh ngạc, càng làm cho cao vĩ cảm thấy bực mình, thằng nhóc này tột cùng có bản lãnh gì mà có thể làm được như thế. Tuy rằng trong lòng tức giận, thế nhưng làm một vị hướng dẫn, ít nhất cần phải có khí độ, chỉ ít trước mặt tả hiểu tình cũng không nên biểu hiện vẻ phiền muộn của hắn ra bên ngoài. Sở dĩ hắn tìm cách với tả hiểu tình không đơn giản bởi vì vẻ bề ngoài xuất chúng của nàng, còn hơn nữa là ra thế yêu Việt của tả hiểu tình. Phải biết rằng cha của tả hiểu tình là tả ủng quân, là viện trưởng kiêm bí thư đảng ủy của Bệnh viện Nhân dân đệ nhất thành phố Giang Thành. Chú của nàng tả viên chiêu càng nắm quyền to, là cục trưởng cục tài vụ của thành phố Giang Thành, hai người đều là cán bộ cao cấp, giả như có thể trở thành rể của gia đình họ tả này, Khẳng định chuyện đầu nhập vào bệnh viện nhân dân thành phố là dễ dàng, con đường phát triển sau đó cũng rất bằng phẳng. Tả Hiểu Tình cũng không biết tính toán của Cao Vĩ dành cho nàng, thái độ của nàng tương đối hạ thấp, cho nên mới tuyển tới bệnh viện cấp huyện thực tập, chỉ là muốn tránh những phiền toái không cần thiết. Đương nhiên nàng còn muốn thử sức, tận lực rời xa phạm vi ảnh hưởng của người nhà, cho nên bạn học người biết ra thế nhà nàng không nhiều. Cao Vĩ cười nói, Tả Hiểu Tình, không bằng ta đưa cô đi trước, chúng ta tới trước gọi món ăn chờ các bạn tới sau là có thể ăn. Đám thực tập sinh tuy rằng mới ra trường, nhưng có một số việc chỉ cần liếc mắt nhìn cũng thấu hiểu, trong đó không hề thiếu nam sinh trong lòng khó tránh khỏi bất bình, nhưng người ta là bác sĩ hướng dẫn, là thầy giáo, những học sinh nghèo như bọn họ, có thể so sánh được sao? Tả hiểu tình lạnh nhạt cười nói, em thích đi dạo một chút, thầy cao, thầy đưa Hồng Linh đi trước đi. Cự tuyệt thẳng thừng, làm cho cao vĩ ít nhiều có chút xấu hổ, Hồng Linh không chút khách khí nhảy lên phía sau xe máy, nắm lấy thắt lưng của Cao Vĩ, tớ không muốn đi bộ, cậu không ngồi, tớ ngồi. Trương Dương thờ ơ lạnh nhạt, cô gái nhỏ này hiển nhiên chủ động hóa giải xấu hổ của Cao Vĩ, tám chín phần là nàng có giao dịch ngầm gì đó với tên họ Cao này rồi. Trương Nhất Trâm lúc sinh tiền thường tới nhất là Hoàng Cung cùng Kỹ Viện. Hai nơi này vừa vặn là hai địa phương có nhiều đấm đá với nhau nhất, cho nên cho dù là đinh trên móng ngựa, hắn cũng lập tức có thể nhìn ra ảo diệu trong đó trong đám thực tập sinh này chỉ có trương dương là sinh viên vệ giáo tả hiểu tình lại hết lần này tới lần khác muốn ở cùng một chỗ với sinh viên vệ giáo này bất chi bất giác chi làm ba trận doanh cao vĩ cùng hồng linh đi trước gọi món ăn ba nam sinh khác cùng trần quốc vĩ đi trước tả hiểu tình cùng trương dương đi ở phía sau trương dương nhỏ giọng nhắc nhở một câu có câu này không biết có nên nói ra hay không tả hiểu tình đã quen với loại nói chuyện nửa kín nửa hở của trương dương mỉm cười nói nói đi đỡ phải nhịn mà mắc nghẹn chết Trương Dương nhỏ giọng nói, Hồng Linh cử chỉ có chút kỳ quái, cậu nên cẩn thận một chút. Tả hiểu tình không khỏi nở nụ cười, Hồng Linh bình thường diễn xuất nàng cũng biết, sở dĩ muốn thân cận với mình trong đầu không thiếu ý niệm muốn mình hỗ trợ. Về phần cao vĩ biết tư liệu của mình, tám chín phần là do Hồng Linh tiết lộ đi. Tả hiểu tình trong lòng đã sớm minh bạch như vậy rồi, nhưng là không có ý muốn vạch trần ra, bạn bè có nhiều loại, sinh ra trong gia đình quan chức, từ nhỏ cũng học được một ít nguyên tắc đối nhân xử thế của người thân trong nhà. Giữ khoảng cách nhất định, bảo trì cự ly thích hợp với bạn bè mới là đạo lý đúng đắn. Nếu bình thường có người nói xấu Hồng Linh trước mặt nàng, nàng nhất định cho rằng người này là châm bị thóc chọc bị gạo, thế nhưng đêm nay chính mắt thấy hành vi thần kỳ của Trương Dương, trong lòng nàng có không ít thiện cảm, lúc Trương Dương nhắc nhở thì coi đó là một loại thiện ý, cảm tạ. Tả Hiểu tình vẻ mặt thản nhiên, nàng so với những người 20 tuổi khác thì có vẻ thành thục hơn rất nhiều. Trương Dương ngay lập tức có cảm giác cô bé này rất thông minh, căn bản không cần mình phải nhắc nhở. Chợ đêm nhị bộ nhai ở trong trấn Xuân Dương này cực kỳ có danh tiếng. Đầu những năm 90, cuộc sống về đêm ở đây chỉ giới hạn trong cái chợ đêm này. Nhìn điện ảnh, thực sự rất đơn điệu. Cao Vĩ chọn quán lẩu của gia đình Lão Lý. Quán lẩu của gia đình Lão Lý là một trong những quán ăn đông khách nhất ở chợ đêm này. Bọn họ tổng cộng có 8 người, chủ quán đã bảo người làm đặt hai cái bàn lại làm một bởi vì có tả hiểu tình đích thân đi tới cao vĩ biểu hiện tương đối rộng rãi tổng cộng có bốn nồi lẩu mặt khác còn có lạc cá nhỏ cùng rau trộn tất cả đặt hết lên trên bàn đám thực tập sinh đa số đều thức thời không ai ngồi xuống hàng ghế cạnh cao vĩ cái vị trí đó đương nhiên là để dành cho tả hiểu tình rồi tả hiểu tình nhìn lại còn hai người chưa ngồi cũng không có ngồi xuống ngay lập tức trương dương không hề ngần ngại ngồi xuống vị trí gần cao vĩ trong miệng còn nói mấy lời thực sự là nhiều a à. Tả Hiểu Tình ngồi xuống cạnh Trương Dương, tất cả thực tập sinh đều có chút không hiểu, Tả Hiểu Tình sao đêm nay lại yêu ái tên thực tập sinh này thế nhỉ? Cao Vĩ nghĩ, Tả Hiểu Tình cố tình dùng Trương Dương làm tấm mộc, đáng trách là cái tên sinh viên vệ giáo này lại không biết điều, lẽ nào không nhìn thấy tao đang khó chịu sao? Cao Vĩ không vui, phất phất tay, muốn mang tới hai bình rượu sao đỏ. Trần Quốc Vĩ cùng vài tên thực tập sinh khác cuốn quýt xua tay vở Vĩnh nói, thầy Cao, chúng em không uống rượu, Kỳ thực đám tiểu tử này trong thời gian học đại học cũng uống không ít loại nước pha cồn này rồi. Cao Vĩ nở nụ cười, thức ra ta so với mọi người cũng chỉ hơn vài tuổi, ở trong bệnh viện thì gọi là thầy Cao, ra khỏi bệnh viện thì gọi là anh Cao, hoặc không thì trực tiếp gọi tên Cao Vĩ cũng được, nói không chừng sang năm chúng ta lại là đồng nghiệp thì sao. Chủ quán đưa lên tám chén thủy tinh nhỏ, Cao Vĩ kêu hai chai coca cho hai người con gái, sau đó bắt đầu rót rượu vào trong chén thủy tinh, ngày hôm nay nhờ có mọi người, các em là nhóm thực tập sinh có tố chất tốt nhất mà anh hướng dẫn từ trước tới nay, đương nhiên anh nói là đa số. Trương Dương biết rõ Cao Vĩ nói thiểu số chính là mình nhưng không có phản ứng gì, vườn đũa gắp một miếng ruột già lớn đặt vào trong miệng thơm thật. Thằng nhãi con này thực sự không có chút lễ phép nào cả, thái độ ngạo mạn rõ ràng là muốn phản kích Cao Vĩ đây. Cao Vĩ trong lòng thầm mắng tiểu tử này không tôn trọng người trên, nhưng ngồi ở vị trí thầy giáo này hắn cũng phải tỏ ra có độ lược, Nâng cao chén rượu tới, tất cả mọi người khổ cực rồi, chúng ta cùng ly nào. Trương Dương vô luận kiếp trước hay kiếp này, uống rượu lúc nào cũng rất nghiêm túc, nhấp môi một cái đã hết chén rượu rót được hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn vào hắn, Trương Dương hồn nhiên chưa phát giác ra, không chút hoang mang nhét một củ lạc vào trong miệng, nhấm nháp hương vị ngọt ngào rồi nuốt, ngoại trừ hắn ở ngoài ra những người khác còn chưa kịp cùng ly. Trương Dương có chút kỳ quái nhìn chung quanh, không phải nói cùng ly sao ta trước tiên vì kính uống trước, Cao Vĩ, là anh đề nghị nha. Cao Vĩ kinh ngạc bưng nửa chén rượu, hắn đề nghị cũng ly, thế nhưng không phải nói là muốn một hơi hết chén à, con mẹ nó, đây là rượu sái 56 độ, thằng nhãi này tử lượng cao quá. Ta dù gì cũng là thầy giáo của các người, con mẹ nó vậy mà dám hô thẳng tên tao, nhưng là ngẫm nghĩ lại, vừa nãy chính mình kêu bọn họ có thể gọi như vậy, còn oán trách được ai. Cao Vĩ ý muốn nói là cho tả hiểu tình được tự nhiên với mình, nhưng lại làm cho Trương Dương được thể nói tới. Nghe thấy Trương Dương nói, đám thực tập sinh chuyển ánh mắt tới Cao Vĩ, trong lòng bọn họ Cao Vĩ là cường giả, có người can đảm công nhiên khiêu chiến cường giả, chuyện này không nói đúng sai nữa rồi, dũng khí như vậy ai cũng đáng được kính phục. Cao Vĩ thực chỉ lưu tâm xem Tả Hiểu Tình nhìn mình thế nào, theo như lời hắn nói, hắn cũng chỉ là thanh niên mới 25 tuổi mà thôi, trong lòng cũng có nhiệt huyết cùng xúc động. Huống chi hắn vốn coi trọng mặt mũi mình tử lượng hắn thực không kém, 6-7 chén rượu sái này cũng không thành vấn đề. Thêm nữa trước mặt đám học sinh này không thể tỏ ra yếu kém được, hắn ngửa đầu uống cạn một ngụm, mỉm cười nhìn Trương Dương, vẻ mặt tuy rằng hỏa ái, thế nhưng không thể che giấu được lạnh ý ẩn sâu trong mắt nhìn. Trần Quốc Vĩ cũng làm một hơi, vài tên thực tập sinh khác tử lượng thường thường, thế nhưng tuổi trẻ hiếu thắng. Đảm lược uống rượu cũng có, cả đám kiếm chỉ uống một hơi hết một chén. Hơi cồn quả thật là thứ tốt, sau khi uống xong, bầu không khí nóng hơn lúc nãy rất nhiều, thanh âm của đám thực tập sinh này cũng lớn hơn nhiều. Lúc người khác náo nhiệt, Trương Dương ngược lại càng bình tĩnh, trong có nguyên nhân là hắn không hòa hợp với đám người này, còn có một nguyên nhân là hắn phát hiện ra trong chợ đêm đặt một chiếc TV 27 inch, trên TV đang chiếu tin tức buổi chiều, phát thanh viên Mỹ Lệ đang thông báo tin tức ban đêm ở Giang Thành. Trương Dương không nói lời nào, những người khác cũng mặc kệ hắn, Cao Vĩ Nhân cơ hội này nói vài câu với tả hiểu tình chỉ tiếc rằng còn cách một trung gian là Trương Dương, cự ly quả thật không dễ thân cận cho lắm. Hồng Linh cũng là một người có tâm tư nhanh nhẹn, trong khi nói chuyện thỉnh thoảng còn lặng lẽ tác hợp cho tả hiểu tình cùng cao vĩ. Hiện giờ trọng tâm câu chuyện đã chuyển tới đề tài thảo luận về phim điện ảnh chiếu buổi tối nay, tả hiểu tình không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, lặng lẽ nói sang chuyện khác, dơ chai coca trong tay lên chủ động cụng ly với Trương Dương. Trương Dương đang tập trung xem TV, tả hiểu tình tìm hắn cụng ly, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nắm chén rượu trên bàn đưa lên miệng làm một hơi hết sạch. Lần này nguyên một chén rượu sái đầy áp à, Hồng Linh vừa rót rượu đương nhiên cũng chiếu cố riêng hắn một chút, Trương Dương này tuy rằng không nói gì, nhưng vẫn là tâm điểm mọi người nhìn vào. Cao Vĩ cười tới có chút mất tự nhiên, uống cạn ba chén đầy rượu sái, hắn không phải là tiếc rượu, chỉ là tử lượng thật có chút dọa người mà. Trương Dương đặt chén không còn một giọt rượu nào xuống, Tả hiểu tình cũng không ngờ nâng chén cụm ly lại thành kết quả này, quan tâm nói Trương Dương, mau ăn rau đi, sao lại uống rượu như vậy? Trần Quốc Vĩ cùng vài tên nam sinh khác có phần tán phục. Trương Dương cười nói, chút rượu ấy không có việc gì. Giọng nói rõ ràng, quả nhiên không có say rượu chút nào. Hồng Linh bất chi bất giác coi Trương Dương là mặt đối lập, đứng lên rót rượu cho Trương Dương, tả hiểu tình nhìn ra nàng định chỉnh người, nhẹ giọng khuyên, Hồng Linh, đừng rót nữa, ngày mai còn phải đi làm. Hồng Linh trong lòng rất kiêng kỵ tả hiểu tình, nghe thấy nàng nói như vậy, cũng bỏ đi ý niệm rót rượu cho Trương Dương. Ai ngờ Cao Vĩ lại mở miệng nói, ta xem Trương Dương tử lượng cũng không tồi, thích nha. Uống rượu phải như thế mới được, hiện giờ là lúc tan tầm, tất cả mọi người cứ thả lỏng đi, như vậy mới hiểu được cuộc sống. Đúng là thầy cao nhiều triết lý, Hồng Linh không để lỡ thời cơ rót thêm một chén, đã có những lời này của Cao Vĩ, nàng lập tức rót đầy rượu cho trương dương, tả hiểu tình lặng lẽ dùng chân trái hít đầu gối trương dương một cái, nhắc nhở hắn nhất thiết phải khống chế bản thân mình. trương dương tới giờ cũng chưa từng chịu thua trong tình thế nào, huống chi tiểu lượng hắn cũng rất lớn, thấy cao vĩ cùng hồng linh hai người kẻ sướng người họa, trong lòng sớm đã mực mình rồi, nhưng trên mặt hắn lúc này vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nâng cao chén rượu, vậy thầy cao, em kính thầy một chén. Cao Vĩ không ngờ thằng nhãi này lại quay giáo đâm lại mình một kích nhanh như vậy, đành phải nâng cao chén rượu nói, uống rượu nhiều có hại cho sức khỏe, chúng ta nên, hắn nói còn chưa xong thì người ta đã ngửa cổ tu một hơi hết cả chén, cười tùm tìm nhìn Cao Vĩ, dường như đang nói, tao là học sinh còn uống hết rồi, hiện giờ mày là thầy giáo thì làm thế nào đây? Cao Vĩ tự hỏi mình xem có năng lực uống được chén rượu sái này không, ngượng ngùng cười cười, tôi vẫn nên tùy ý uống thôi. Người ta đã uống hết, Cao Vĩ không đáng so rượu với Trương Dương, nhưng tao là thầy giáo, tao thích thế đấy, tao bắt nạt mày, mày có thể làm được gì? Không chỉ có tả hiểu tình, ngay cả mấy tên nam sinh cũng lộ ra vẻ khinh thường, vừa rồi Cao Vĩ rõ ràng là có ý đổ chút rượu người ta, bây giờ đến phiên người ta phản kích, Cao Vĩ lại không dám tiếp chiêu. Đúng lúc này một tên tóc dài mặc áo da màu đen ngồi ở bàn bên cạnh đứng dậy đi đến bên này, khi đi qua trước bàn của bọn họ, Hồng Luân muốn đứng lên chúc rượu ai đó, Chẳng may va vào hắn, cốc Coca liền đổ cả lên người thằng nhãi này, tóc dài nhất thời tức giận, khốn khiếp, mày mẹ nó không có mắt à. Hắn vươn tay đã muốn tát Hồng Linh một cái, cũng may Hồng Linh phản ứng lanh lẹ, hét lên một tiếng rồi trốn sang một bên. Mấy tên nam sinh Trần Quốc Vĩ đồng thời đứng lên, bọn họ cũng là thanh niên huyết khí phương cương, đối phương vừa mở mồm đã muốn đa thương người hiển nhiên là tên tóc dài không đúng. Tên tóc dài thấy bọn họ nhiều người, há miệng ra chửi, thế nào nhiều người khi dễ ít người à muốn làm loạn sao cao vĩ dù sao cũng lớn hơn bọn họ một chút cũng biết nhị bộ nhai buổi tối bình thường cũng có mấy tên côn đồ ra vào dẫn một đám học sinh đến đây nghìn vạn lần không nên để chuyện gì phát sinh hơn nữa là hồng linh không đúng trước hắn lễ phép nói xin lỗi nàng uống hơi nhiều anh có tổn thất gì tôi đền cho anh tên tóc dài oán hận chừng mắt liếc cao vĩ mày thật kiêu ngạo đó đền đền cái mẹ mày ấy cả bộ quần áo của ông mày đền được không? Cao Vĩ bị mắng khuôn mặt đỏ bừng, nhưng tên tóc dài mắng một câu, cũng không muốn dây dưa thêm nữa, xoay người muốn trở lại bàn của mình. Cao Vĩ lo lắng tiếp tục ngồi nữa sẽ có phiền phức, sau khi vội vã tính tiền, dẫn theo cả đám sinh viên thực tập rời đi. Vừa mới rời khỏi chợ đêm, chợt nghe thấy tiếng gầm rú của xe máy, hai chiếc xe máy hạnh phúc 250 từ phía sau vượt lên chặn đường đi của bọn họ, Phía sau còn có hơn 10 nam nhân dáng vẻ lưu manh đáp mấy chiếc xe đẹp tốc độ đang rất thịnh hành xuống lại phi tới. Từ cách ăn mặc của những người này thì cũng đủ để nhìn ra cả đám này là lưu manh trong xã hội. Sắc mặt Cao Vĩ trắng bệch, hắn không ngờ mời đám học sinh ăn một bữa cơm mà gặp phải phiền phức như vậy. Thế nhưng thân là một thầy giáo và cũng là đàn anh, dù thế nào đi nữa cũng phải suốt đầu vì bọn họ. Cao Vĩ bất chấp khó khăn đi qua đó, hắn thấy tên tóc dài vừa gây sự cúng ở trong đám đó lập tức hiểu ra những người này khẳng định là do hắn gọi tới, trên mặt Cao Vĩ mang theo nụ cười khiêm tốn, mấy người anh em. Vừa rồi em gái ta không cẩn thận làm bẩn quần áo của ngươi, cứ như vậy đi, ta đền người 50 đồng, ngươi mua một bộ khác là được chứ gì. Nhìn bộ quần áo ra trên người tên tóc dài, căn bản là hàng vỉ hè, cùng lắm cũng chỉ có 30 đồng, Cao Vĩ đền cho hắn 50 đồng đã rất cho hắn mặt mũi rồi. Tên tóc dài khinh thường nhìn Cao Vĩ, bỗng nhiên nhấc chân sút vào bụng Cao Vĩ cút ngay. Khốn khiếp, có tiền là giỏi lắm sao? Cao Vĩ mặc dù có vóc người khôi ngô, nhưng dù sao cũng chỉ là một thư sinh, bị tên tóc dài sút một phát ôm bụng mà ngồi xuống đường, Hồng Linh và Trần Quốc Vĩ cuống quyết nâm hắn dậy. Tả hiểu tình phẫn nộ đi tới, người dựa vào cái gì mà đánh người? Tên tóc dài hết sức xấu xa nhìn tả hiểu tình, nói thật, trong cái thị trấn này còn như nhìn thấy cô gái nào tươi ngon mọng nước như thế này, hắn giả vờ tiêu sái châm một điếu thuốc lá, ngón cái và ngón giữa tay phải kẹp lấy điếu thuốc cố sức hút một hơi, sau đó phun một đám khói thuốc về phía tả hiểu tình, tả hiểu tình bị sạc ho khan kịch liệt. Cao Vĩ thấy tả hiểu tình chịu nhục, dũng cảm đứng lên, giống lớn một tiếng, các người tốt nhất là đi mau, ta là bác sĩ ở bệnh viện huyện, nếu không đi, ta liền báo cảnh sát. Những người này đều là dân vô lại, nghe thấy lời Cao Vĩ nói, tất cả đều cười ha hả, tên tóc dài chỉ vào cao vĩ, bác sĩ thì làm sao? Không phải là nghề nghiệp lưu manh sao? Mày mẹ nó uy hiếp cái gì? Cao vĩ đỏ mặt lên nói, ngươi. Tên tóc dài chỉ hai ngón tay vào mũi cao vĩ, biểu hiện vẻ vô lại vô cùng nhuần nguyễn, mày mẹ nó câm miệng cho tao, còn nói nữa có tin tao đánh mày hay không? Cao vĩ tất nhiên là bị sự uy hiếp của tên tóc giàu dọa sợ hãi, Tên tóc dài chỉ vào vết rượu ở trên áo, thường thất cân tao cũng không phải là người không phân rõ phải trái. Nếu không thì như vậy đi, hai cô em này theo bọn anh đi xem phim, chuyện này coi như chưa phát sinh. Cao Vĩ từ đáy lòng hít một ngụm lãnh khí, mấy tên lưu manh nổi danh ở thị trần này hắn đã từng nghe qua, cái tên thường thất cân cũng là một trong số đó. Bình thường đánh nhau nổi tiếng tàn nhẫn, hơn nữa thủ hạ của hắn có đến mấy chục anh em, đánh nhau đều là cùng nhau sông lên cũng không chú ý tới quy củ đơn đả độc đấu của Giang Hồ, trước đó vài ngày còn đến bệnh viện làm loạn vài lần, ngay cả viện trưởng cũng không có cách với đám vô lại này. Cao Vĩ nghe nói người trước mặt này là thường thất cân, từ đáy lòng không tự chủ hiện ra sự yếu kém, hắn là một bác sĩ có địa vị nhất định trong xã hội, có đáng chấp nhặt với đám lưu manh vô lại này hay không? Nở nụ cười nói, tôi còn tưởng là ai, thì ra là anh thất cân, tôi rất thân với anh nhị tử, nói ra thì chúng ta đều là người một nhà nhị tử ở trong miệng hắn cũng chính là một tên lưu manh nổi danh trong thị trấn, trước đây bởi vì ngoại thường mà được Cao Vĩ điều trị cho, Cao Vĩ cũng bất đắc dĩ nói ra tên của hắn, mong rằng thường thất cân có thể nể mặt nhị tử mà không hề truy cứu chuyện này. Thường thất cân chập mắt, mày mẹ nó là ai? Ai là người một nhà với mày? Cút ra xa cho tao, chỗ này không có chuyện của mày. Trong lòng thầm mắng Cao Vĩ không biết thức thời, đám lưu manh trên đường ai chẳng biết thường thất cân hắn và nhị tử không phải người mọt nhà, thằng nhãi này tự nhiên nói ra cái tên của thằng đối đầu với mình, chỉ là để hù mình. Cao Vĩ tiếp tục cười nói, nếu không, như vậy đi, tôi bồi anh 100 đồng, lại bảo em gái của tôi xin lỗi anh. Hồ Linh sợ đến nỗi đã khóc lên, nghe thấy Cao Vĩ bảo mình xin lỗi, liên tục gật đầu nói, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tả Hiểu Tình lạnh lùng nói, dựa vào cái gì mà phải xin lỗi. Mấy nam nhân đi ăn hiếp một cô gái, các người không thấy mất mặt sao. Cao Vĩ sợ Tả Hiểu Tình làm loạn gây thêm phiền phức, cuốn quyết ngăn không cho nàng nói tiếp. Tả Hiểu Tình lại không có bất luận sự sợ hãi nào, bây giờ làm xã hội pháp trị, thế nào? Các người còn muốn gây sự sao? Tròn mắt còn có quốc pháp nữa hay không? Đừng trách ta không để tỉnh các ngươi, nhiễu loạn trị an chính là phạm tội đó. Thường thất cân há có thể bị một cô gái dọa sợ hãi, hắn cười tủm tỉm đi tới gần, cô em này quả thực là rất đáng yêu, anh mời em đi xem phim cũng tính là làm trái pháp luật sao?" Một thanh âm lười biếng vang lên, thường thất cân, "Mày mẹ nó sao không đái một bãi rồi nhìn vào xem lại hình dạng của mình đi, dọa con gái nhà người ta là không yên với tao đâu." Cao Vĩ bị câu nói kiêu ngạo của Trương Dương sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, thằng nhãi không biết trời cao đất rộng là gì, tự nhiên dám nói như vậy đối với thường thất cân, đêm nay không biết làm thế nào để giải quyết việc này. Thường thất cân ở trước mặt một đám học sinh bị chửi như vậy, trên mặt bất kể thế nào cũng không thể nào nhịn được, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng, thằng con hoang, muốn chết à. Suốt thiết khôn ở đai lưng ra lao về phía Trương Dương, bởi vì chỉ đối phó với một tên học sinh, nên đồng bọn của hắn cũng không đồng thời lao đến, thường thất cân nháo loạn trong xã hội nhiều năm như vậy, đối phó với một tên mao đầu tiểu tử hẳn là rất dễ dàng. Nhưng có những chuyện lại thường không như mọi người dự đoán, thiết côn của thường thất cân còn chưa nện vào người Trương Dương, Trương Dương đã ôm đồm lấy cổ tay của hắn, nhìn như tùy ý hất tay một cái, khớp xương ở khủy tay thường thất cân nhất thời bị chật khớp, hắn đau đến nổi kêu thảm một tiếng, thiết côn trần trừ không đập xuống được, bị trương dương đoạt lấy, sau đó dùng thiết côn đâm vào chiếc mồm đang mở lớn của thường thất cân, giận dữ hết lưới trời lồng lộng há có thể cho đám lưu manh các ngươi làm ác sao. Hơn 10 tên du côn chứng kiến thường thất cân tự dưng lại bị một bác sĩ thực tập tóm, cả đám người đều cua gậy gộc vọt tới. Trương Dương vặn cánh tay trái của thường thất cân, làm cho lưng của hắn đối diện với mình, một cước đá vào cái trứng. Của hắn, hai chân thường thất cân quỳ gập xuống, Trương Dương rút thiết côn khỏi miệng thường thất cân nhắm ngay vào đầu hắn, có tin tao một côn đập nát đầu hắn hay không? Thường thất cân lớn tiếng kêu to, dừng tay lại, đều dừng tay lại, người ta trong một chiêu đã đánh chật khớp tay phải của hắn, rõ ràng đây là một cao thủ, thường thất cân không ngốc, cái đạo lý hảo hán không chấp chuyện trước mắt hắn biết rất rõ. Mấy tên du côn thấy thường thất cân bị chế phục, cả đám không dám tiến lên. Xa xa có hai gã cảnh sát đi tuần đang đi về phía bên này, mấy tên du côn thấy cảnh sát tới, cuống quyết giải tán ngay lập tức. Trương Dương lúc này mới buông thường thất cân ra, hai gã cảnh sát cũng đã đi tới trước mặt, nhìn tình hình ở trước mắt, lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, chị An của thị trấn cũng không được tốt cho lắm, chuyện đánh nhau ẩu đả vào mỗi buổi tối đều đầy ra, bọn họ chỉ không ngờ trong đó một bên lại là học sinh. Tay cảnh sát cao cao tên là Triệu Đông Lượng và Cao Vĩ đã từng qua lại mấy lần, nghe Cao Vĩ tự thuật lại sự việc đã xảy ra xong, đi tới bên cạnh Thường Thất Cân, chỉ vào mũi hắn nói, Thường Thất Cân, lại là mày làm loạn, gây sự lần nữa có tin tao nhốt mày vào cục cảnh sát mấy ngày hay không. Thường Thất Cân rú cánh tay phải xuống, đau đến nổi chỉ nói lầm dầm, anh cảnh sát có lầm không, bây giờ là tôi bị đòn, tôi, cánh tay phải của tôi có thể là bị chặt đứt rồi, thằng nhóc này đã thương tôi, tôi muốn kiện hắn. Triệu Đông Lượng lúc này mới lưu ý đến Trương Dương ở bên cạnh, hiện giờ Trương Dương đã sớm ném cây thiết côn đi, ôm lấy cánh tay, làm ra vẻ chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới mình. Thường Thất Cân dùng cánh tay trái còn có thể hoạt động chỉ vào Trương Dương, chính là hắn đánh tôi. Triệu Đông Lượng tự nhiên sẽ không tin, Trương Dương đi qua đó nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay phải của Thường Thất Cân một cái, rục ra chi tôi hà hoạn vô tử, muốn vu hãm cho người thì không lo không tìm được tội danh chỉ cần tùy tâm nghĩ ra một cớ là được ngươi cẩn thận sau này sẽ bị báo ứng đó. Thường thất cân bị hắn vỗ một cái ai ra kêu thảm một tiếng, nhưng ngạc nhiên phát hiện cánh tay phải đã khôi phục lại như thường, lại có thể hoạt động như bình thường, trong lòng hiểu rằng đêm nay thực sự gặp phải cao nhận rồi, hắn nào dám tiếp tục nán lại đây, lầm bầm một câu, sau đó xám xịt mà đào tẩu. Hai gã cảnh sát nói với Cao Vĩ vài câu, khuyên bọn họ hãy sớm trở về, gặp phải chuyện này, Cao Vĩ đã sớm hối hận không thôi, thậm chí ngay cả việc mời Tả Hiểu Tình đi xem phim cũng đều đã quên mất, chào mấy học sinh ngay tại chỗ. Lần này không chỉ Tả Hiểu Tình nhìn ra được Trương Dương có công phu, mấy người cùng học khác cũng bắt đầu nhìn kỹ người cùng đi thực tập với mình một lần nữa. Trần Quốc Vĩ đã ở chung với hắn nửa năm, còn không biết Trương Dương lại có công phu như vậy, trong lời nói cũng thu hồi sự khinh thị trước đây, "Trương Dương, cậu đã từng luyện võ công sao?" Trương Dương cười hắc hắc một tiếng, "Có luyện qua một chút." Hồng Linh lại bắt đầu hiếu kỳ, võ công gì vậy? Dịch cân kinh, hàng long thập bát trưởng. Mọi người nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Trương Dương bỗng nhiên phát hiện, thời kỳ này nói thật thường sẽ có rất ít người tin. Hành vi đánh nhau bỏ bê công việc của đường hoàng cũng không bị phê bình, Chu viện trưởng muốn liên hệ với trường học thật ra cũng chỉ nói một chút mà thôi, hẳn chẳng qua chỉ là một sinh viên thực tập, còn lâu mời làm lãnh đạo viện ở mãi xa xa chú ý đến. Năng lực của Trương Dương thích ứng rất mạnh, thời gian của hắn hầu như chỉ để đọc sách xem báo và xem TV, giống như lời một vị danh nhân nào đó, ta nhào vào sách vở, như người đó nhào vào bánh mì, dùng để ta Trương Dương vào lúc này quả thực là tuyệt vời. Vừa mới ăn xong bữa trưa, Trương Dương lại chui vào phòng đọc của bệnh viện huyện, bắt đầu xem báo chí ở trong phòng, khẩu vị của hắn thập phần hỗn tạp, tư tưởng ôm càng nhiều càng tốt, ngoài trừ báo chí bằng tiếng Anh, báo đảng, báo kinh tế, báo y học. Phàm là báo chí có chữ Hán, hắn đều xem hết. Thế nhưng muốn đưa những gì đã xem toàn bộ tiêu hóa hết, cũng không phải trong một thời gian ngắn có thể làm được. Trương Dương có chút mệt mỏi xoa xoa đầu mày, mới phát hiện Tả Hiểu Tình đang ngồi đối diện với hắn, mái tóc đen dài bện thành hai cái búi trông thật đáng yêu, vì vậy khiến nàng tăng thêm vài phần xinh đẹp đáng yêu, thực ra Tả Hiểu Tình đã tới đây nửa giờ rồi, cũng đã sớm phát hiện ra Trương Dương, nhưng kỳ quái chính là từ đầu tới cuối cái tên này vẫn cứ cắm đầu lật xem báo căn bản không chú ý tới những chuyện khác ở xung quanh. Tả Hiểu Tình nở một nụ cười với Trương Dương, trên đôi má hiện lên hai cái lúm đồng tiền nhàn nhạt, nhạt, thập phần động nhân. Trương Dương cũng nở nụ cười, trong phòng đọc cũng không có người khác, hắn thấp giọng nói, không đi làm sao? Tả Hiểu Tình hạ giọng nói, nơi này rất yên tĩnh. Thực ra nàng đến đây để trốn người, hôm nay là thứ sáu, lại vừa vặn là ngày 14 tháng 2, là lễ tình nhân của phương Tây từ ngày hôm qua Cao Vĩ đã thông qua Hồng Linh mời nàng đi xem phim, tả hiểu tình không muốn đi, lại sợ Cao Vĩ cứ bám lấy nàng, cho nên mới trốn ở trong phòng đọc của bệnh viện, không ngờ lại gặp được Trương Dương ở chỗ này. Trương Dương nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, sau đó lại nhìn lên đồng hồ treo tường một chút, thời gian đã đúng 4 giờ 30 chiều, ngay lúc này đã đến giờ tan tầm, qua vài ngày học tập, hắn đã học xong chữ số Ả Rập, quan niệm thời gian từ tí ngọ thuận lợi chuyển qua chế độ 24 giờ đồng hồ. Từ trong túi tả hiểu tình bỗng nhiên vang lên tiếng tích tích, dưới ánh mắt hiếu kỳ của Trương Dương, nàng móc ra một cái máy nhắn tin Motorola, cái hộp nho nhỏ màu đen này vào đầu những năm 90 chính là vật tượng trương cho thân phận, tin là do Cao Vĩ gửi đến, trên màn hình hiện lên, em ở nơi nào. Tối nay 7 giờ, trước cửa dạp ánh dạng đông, không gặp không về Cao Vĩ. Tả hiểu tình lộ ra dáng vẻ tươi cười bất đắc dĩ, cùng học biết nàng có máy nhắn tin cũng chỉ có Hồng Linh, nhất định là cô nàng này bán đứng mình. Trương Dương đối với những vật mới mẻ có hứng thú vô cùng, chủ động đến gần, chẳng may cũng thấy được tin tức trên đó cái hộp nhỏ này là cái gì. Tả hiểu tình không ngờ hắn đột nhiên lại qua đây, có chút kinh hoàng tắt màn hình, mặt cười đỏ ửng sẵn giọng, ngươi là người không có lễ phép, sao lại thích xem việc riêng của người khác như vậy. Trương Dương cười nhạt, cái gì việc riêng, không phải là thầy cao ra vẻ đạo mạo kia à. Chương 4, tình nhân lễ xa chấn sự kiện. Vậy thì liên quan gì tới ngươi? tả hiểu tình chừng mắt một cái tức giận đứng dậy đi ra ngoài thế nhưng vừa đi tới cầu thang nhìn qua cửa sổ thấy cao vĩ cưới con xe kim thành đậu ở cổng sau bệnh viện thì sợ đến mức quay trở lại vừa lúc trương dương bước tới tả hiểu tình chủ động gọi hắn lại trương dương theo ánh mắt nàng nhìn tới thấy cao vĩ ngoài đó không khỏi nở nụ cười sói đến rồi tả hiểu tình quen thói cắn môi dưới thấy hắn đi như muốn chạy cuống quyết đuổi theo túm tay hắn này ngươi chờ một chút Tả Hiểu tình bĩu môi một cái, "Trương Dương, chúng ta không phải bằng hữu sao, coi như ta cầu ngươi, ngươi cùng ta đi ra ngoài được không?" Trương Dương lập tức hiểu ra, thì ra trước mắt cô nàng muốn lấy hắn làm khiên đỡ đây, hắn cũng không ngu như vậy. Ta loại người nào mà chưa thấy qua, một con nhóc như ngươi mà cũng muốn lợi dụng ta. "Van cầu ngươi đấy, như vậy đi, ta mời ngươi ăn cơm." Tả Hiểu tình đáng thương cầu xin. Trương Dương vốn là người hay mềm lòng, nhất là với mỹ nữ thì càng như vậy, nghĩ lại dù sao chính mình đối với tên cao vĩ hay ra vẻ đạo mạo lão sư kia cũng không có chút cảm tình, để cho tả hiểu tình lợi dụng một chút cũng không có tổn hại gì, huống chi người ta còn đáp ứng mời mình đi ăn mà. Nhắc tới ăn, Trương Dương không khỏi có chút hái ngại, hai ngày nay nếu không phải là phan quốc vĩ đại gia hậu đãi chỉ sợ hắn đành ra đường mà ăn xin thôi. Ta muốn ăn thịt kho tàu, Trương Dương nhân cơ hội đề xuất điều kiện. Xong, ta mời người đi vị cư quán được không, món ăn tùy ngươi chọn. Tả hiểu tình nghe được hắn đáp ứng giải vây cho mình, mặt mày tươi cười hớn hở. Cao Vĩ đợi cho tới 5 giờ 30 lúc này mới thấy tả hiểu tình đi ra từ cổng lớn bệnh viện, mục đích sắp đạt được, thì lại thấy cạnh tả hiểu tình có một đứa ngu si tứ chi phát triển đi ra cùng, ít nhất trong mắt hắn, Trương Dương rất hợp với so sánh này. Tả hiểu tình mặc chiếc áo đỏ, hơi thắt lại hai bên hông, nhẹ nhàng ôm sát eo nhỏ, đường nét như phong trùng bãi liễu, gió lay liễu động tràn đầy sức sống lại nhìn trương dương y phục thì xanh hoen ố trắng trước ngực vẫn còn thêu dòng chữ xưởng máy móc công nghiệp hán huy quần dài đen đầu gối đính hạt nọ hạt kia dưới chân đi đôi giày da trâu quả thực là loại nhà quê hắn càng làm nổi bật tả hiểu tình như tiên hoa nở rộ đi cạnh hắn tựa như tiên hoa cắm hoa nhài cắm cao vĩ tươi cười nghinh đón nhưng trong tâm thì cơn ghen dâng lên ngập đầu hắn thực sự không rõ bất cứ cái gì của hắn đều đủ để hơn đứt cái thẳng thực tập sinh này nhưng tả hiểu tình lại cứ thích đi cùng với cái thằng dế chui ý nói thằng nhà quê này. Thầy Cao, tả hiểu tình tự nhiên chào. Cao Vĩ gật đầu, ta chờ em cả buổi rồi. Đúng rồi, Hồng Linh mời chúng ta đi xem phim, cô ấy đang ở cái dạp đối diện khách sạn trung tâm chờ chúng ta đấy. Cao Vĩ không coi ai ra gì mà nói, căn bản trong mắt hắn không có trương dương tồn tại, đem một thằng thực tập sinh làm tình địch thì thật vũ nhục hắn quá. Tả hiểu tình lắc đầu mỉm cười, thầy Cao, thật xin lỗi, ta đã có hẹn với Trương Dương rồi." Vẻ tươi cười trên mặt Cao Vĩ ngưng bật, xấu hổ không nói được gì. Đáng giận cái thằng thực tập sinh còn cố tình lộ cái vẻ tươi cười của kẻ thắng cuộc cao cao tại thượng khí thế bức nhân mà nói, "Cao Vĩ, chúng tôi không có thời gian a, à, hẹn hôm nào tái kiến chuyện trò." Rồi hai người sánh vai mà rời đi. Cao Vĩ ngây ngốc đứng trong gió, gần đấy tiếng nhạc của Vương Kiệt từ cửa hàng nào truyền đến với giọng nghẹn ngào đau xót bóng nàng đã từ từ khuất xa trong gió, đành mỗi ngày ngóng trông theo mặt gió kia thổi. Đi xa một đoạn, Trương Dương len lén quay đầu lại nhìn, thấy Cao Vĩ vẫn đứng ngây ngốc ở đó, tuy rằng cách xa một đoạn, Trương Dương vẫn cảm thấy được sát khí trong mắt hắn, không khỏi thở dài, nhìn sang bên tả hiểu tình, chậm rãi đánh giá hai chữ, tàn nhẫn. Tả Tà hiểu tình nhịn không được nở nụ cười, người ít nói bậy đi, ta đối với hắn chẳng có cảm giác gì a. À. Phật nói, ta không vào địa ngục có ai vào địa ngục người ta tốt với ngươi như vậy, bộ dạng thì tuấn tú lịch sự, lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không bằng theo người ta đi. Tìm đòn có phải không? Giữa phố vang lên một trận cười vui vẻ. Tả hiểu tình quả nhiên hết lòng giữ lời, mời Trương Dương đến xuận Dương huyện đệ nhất vị cư quán ăn một trầu. Bởi vì hôm đó là lễ tình nhân, nên người đến ăn cũng đặc biệt nhiều, may là chẳng gặp phải người nào quen. Tả hiểu tình đem Trương Dương coi là một hảo bằng hữu có thể hỗ trợ lẫn nhau, là một tấm lá chắn ngăn cản cao vĩ tấn công, còn lại không có ý gì khác. Trương Dương trong quá khứ cũng ăn cơm khách quán quen rồi, nên bữa cơm này ăn thoải mái, bất quá tại thời điểm bọn họ ăn cơm chiều, từ cửa chính cửa hàng, một tiểu cô nương bím tóc hai bên đi tới, trong tay một bó hoa hồng dơ lên, ca ca, bạn gái ca thật xinh đẹp, mua tặng nàng bó hoa đi. Trương Dương ngẩn người ra, tả hiểu tình cũng hơi đỏ mặt lên, tuy là hiểu lầm, nhưng vẫn làm cho tim nàng đập nhanh lên chút ít thế nhưng tiếp đó Trương Dương lại nói như đập cái vỡ khung cảnh đó, ta không có tiền. Tiểu cô nương tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng miệng lưới cũng cực kỳ lanh lợi, ca ca, không cần tức khí như vậy, thôi, hôm nay là ngày lễ tình nhân, tặng nhánh hoa hồng cho bạn gái đi, hai tiền thôi, không đắt mà. Ta thật sự không có tiền, Trương Dương lại mặt dày nói. Tiểu hai tử này nỉ xin mãi cô được nên có phần bực bội, thật nhỏ mọn, hai tiền cũng không bỏ được. Tả hiểu tình thực nghe không nổi nữa, đành lấy ví đưa hai tiền cho qua, tiểu cô nương cười tươi như hoa đem hoa hồng đưa vào tay nàng. Đại tỷ, người thật xinh đẹp, bất quá bạn trai người thật quá nhỏ mọn, người nên quên đi. Trương Dương tức nổ cả mũi, lão tử đây mà keo kiệt sao? Ta thật không có tiền, giờ khắc này, hắn cảm thấy nguyên lai tiền tài đối với một người trọng yếu như vậy. Tả hiểu tình nhìn bộ dạng Trương Dương xấu hổ, không khỏi nở nụ cười, cầm hoa hồng trong tay đưa cho Trương Dương, "Này, tặng cho ngươi." Trương Dương không chút do dự nhận hoa, sau đó trịnh trọng đưa lại cho Tả Hiểu Tình, "Tặng cho ngươi, hai tiền là ta mượn của ngươi, nhất định có tiền ta trả lại cho ngươi." Tả Hiểu Tình nhịn không được thở dài tục, "Ngươi thật là kẻ tục nhân, chuyện lãng mạn đến miệng ngươi lại trở nên tục không chịu được." Tới cuối lại nhớ đến lúc đầu hoa hồng, Tả Hiểu Tình có chút buồn cười, người ta là mượn hoa hiến Phật, còn mình thì phải đem hoa tặng mình hai người đi dọc theo sông Xuân Thủy trong thị trấn, nhằm hướng bệnh viện đi tới, tả hiểu tình thỉnh thoảng cúi xuống người đóa hoa hồng trong tay, tâm tình trở lên thoải mái vui vẻ, chính là từ lúc nàng chào đời tới nay lần đầu tiên đi cùng một gã con trai trong ngày lễ tình nhân. Ý niệm vừa nảy lên trong đầu, chợt khuôn mặt xinh xắn liền đỏ lên, nàng nghĩ đi đằng nào chẳng biết, Trương Dương chỉ là bằng hữu bình thường thôi, chẳng qua là mọi người thực tập ở cùng bệnh viện, huống chi hắn so với mình còn thua kém, chính là học đệ của mình tả hiểu tình suy nghĩ lung tung một lúc. Trương Dương đương nhiên cũng là lần đầu trải qua lễ tình nhân, bất quá hắn cũng không có nghĩ gì khác, tả hiểu tình đêm nay nói rõ là lấy hắn làm tấm mộc, đôi bên cùng có lợi, hắn giúp tả hiểu tình thoát khỏi cao vĩ, nàng mời hắn ăn cơm, hai người không ai nợ ai. Trương Dương đang chuẩn bị mở miệng nói để phá vỡ không khí trầm mặc, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai của một nữ nhân, Trương Dương cùng tả hiểu tình liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn sang bên kia bờ sông bờ nam sông Xuân Thủy dài tới 4 km, bề rộng tầm 50 thước xanh mướt một vùng, nơi này bình thường được xưng là công viên ven sông, chính là nơi nam nữ thường tới yêu đương tâm tình. Trương Dương không nghĩ nhiều, lập tức hướng nơi phát ra âm thanh chạy tới, tả hiệu tình không dám đứng lại trên đường, cũng đành chạy theo hắn. Thấp thoáng sau rừng cây, thấy một chiếc Toyota đang đậu, bọn họ chạy tới đúng thời điểm một nữ nhân mặc cảnh phục từ trên xe nhảy xuống, trên khuôn mặt có nét kinh sợ, thất tha thất thểu bỏ chạy, vừa nhìn thấy Trương Dương cùng tả hiểu tình, trên mặt nàng càng thêm vẻ kinh sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Bởi không có đèn đường, nên không thấy rõ được bộ dạng nữ cảnh sát kia, nhưng mà có thể cảm thấy vóc dáng thân thể nàng rất đẹp. Xảy ra chuyện gì thế? Trương Dương lớn tiếng hỏi. Nữ cảnh hiển nhiên bị dọa đến hoảng sợ, giọng run run, "Cứu, cứu, cứu mạng." Tay nàng run rẩy chỉ chỗ cách chiếc xe năm thước, vì đang rất sợ hãi hai chân nàng mềm hoạt trực ngã ra, tả hiểu tình vội vàng đỡ lấy và nhỏ giọng an ủi. Trương Dương trước hết nhảy vào xe, trong xe có một nam nhân nằm ở ghế sau. Dưới ánh trăng lờ mờ, Trương Dương thấy quần hắn đã cởi ra đến một nửa, thằng cháu của nó nằm sụi lơ giữa hai chân. Trong xe tràn ngập một cỗ dâm vị, Trương Dương bắt mạch hắn, lập đức đoán ra tên này là bị thượng mã phong, Trương Dương trong lòng cười thầm, không thể tưởng tượng được đôi nam nữ này lại chạy đến đây để làm cái việc cầu thả này hắn nhanh chóng cởi y phục của nam nhân này ra, vận chỉ như gió, dọc theo huyệt thông thiên, ngọc trầm, thiên trụ, phong môn, quan nguyên của hắn mà điểm xuống, sau đó nâng dậy, ngồi ra đằng sau, dọc theo đan chung, khí hải mà điểm một lượt. Ở ngoài ô tô, nữ cảnh kia hồn phi phách lạc ngồi dưới đất lẩm bẩm xong rồi, xong thật rồi. Tả hiểu tình nghe được trong xe âm thanh lục bục liên miên không dứt vừa tò mò vừa lo lắng không biết trong xe xảy ra chuyện gì, Lòng hiếu kỳ thì mỗi người đều có, nhưng con gái thường tò mò hơn. Nàng vốn định tới nhìn, nhưng lại thấy nữ cảnh kia bộ dạng như mất hồn thật không đành lòng mà rời đi. Dưới ánh trăng thấy nữ cảnh khuôn mặt xinh đẹp, tuổi tầm khoảng 28-29, trên vai mang hàm hai vạch hai sao, tả hiếu tình vốn xuất thân con ông cháu cha, đối với quân hàm cũng có chút hiểu biết, biết nữ cảnh này là nhị cấp cảnh đốc, hẳn là cán bộ cấp phòng, cấp cục. Nếu ở Giang Châu thì không tính là gì, nhưng ở cái Xuân Dương huyện này chắc phải là lãnh đạo công an huyện. Chuyện gì mà có thể dọa nữ cảnh đốc thành cái bộ dạng như thế này? Tả hiểu tình cảm thấy trong lòng có chút không ổn. Trong thùng xe, Trương Dương giơ tay phải lên, dồn lực trong đó, ấn xuống đỉnh đầu nam nhân kia một cái, thân hình nam nhân này hơi rung lên, rồi hai mắt mở dần. Khi tỉnh lại, hắn thấy trước mắt là một nam nhân trẻ tuổi, thì có chút hoảng sợ kêu lên, ngươi là ai? Trương Dương uể oải vươn vai một cái, ân nhân cứu mạng của ngươi, khi này mắt hắn đã thích ứng với bóng tối trong xe, nhìn lại thì thấy hình dáng nam nhân này có chút quen thuộc. Nam nhân kia lúc này mới nhớ tới chuyện vừa xảy ra, cúi xuống nhìn mình vẫn đang trần trụi ngồi trong ô tô, hắn cuống quyết hỏi tới cái quần, mặc y phục xong, cũng dần bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, nhìn qua kính xe thấy nữ cảnh đốc vẫn ngồi như mất hồn dưới đất, một cô gái vóc dáng hiểu điệu đang an ủi nàng. Trong lòng rối loạn, hắn lục trong xe, lấy ra một cái hộp thuốc, rút ra châm một điếu, cố sức giít một hơi, rồi nhả khói tựa như đang lo lắng điều gì. Trương Dương đang định mở cửa xe đi xuống, thì hắn kéo tay lại hỏi nhỏ, tiểu đồng chí, ta vừa rồi làm sao? Trương Dương trong lòng khinh thường, gặp phải loại không biết xấu hổ rồi, bản thân làm chuyện gì thì chính mình phải rõ ràng chứ. Bất quá là Trương Dương hiểu lầm ý người ta, lạnh lùng đáp, thượng mã phong, nếu không phải gặp ta, chỉ sợ người toi rồi. Nam nhân trầm mặc, từng hơi hút hết điếu thuốc, Trương Dương thực sự không chịu nổi khói mù mịt trong xe, đẩy cửa bước xuống. Tiểu đồng chí, cảm tạ ngươi. Trương Dương trong lòng chấn động, giọng này nghe quen quá, hắn bỗng quay người, nhìn qua làn khói lượn lờ trước mắt, nói một câu làm đối phương hết hồn, Lý Bí Thư. Trương Dương thật không thể ngờ nam nhân đi dã chiến cùng nữ cảnh đốc ở cái nơi này lại là huyện ủy Bí Thư Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ vốn tưởng thanh niên này không biết mình là ai, không ngờ một câu lại nói rõ thân phận của mình trong đầu nhất thời trống giống, thân là huyện ủy bí thư lại cùng đội phó đội hình sự công an huyện có quan hệ quá mức. Vốn bình thường cũng chẳng sao, nhưng không may là mấy ngày này hắn không được khỏe, thế nên tại thời điểm kích thích căng thẳng mới bị thượng mã phong. Lý Trường Vũ trong lòng lúc này ngập tràn hối hận, hắn đáng ra không nên uống mấy chén rượu kia, lại càng không nên nghe theo lời cát xuân lệ chạy đến bờ xuân thủy tìm kích thích. Bản thân mình dù sao cũng là có thân phận, một đằng là cán bộ đảng và nhà nước lâu năm, một đăng là lãnh đạo được nhân dân tín nhiệm, lại sắp được thăng chức lên tới phó phòng chính trị cấp cao, thế nhưng tại đây lại ngã dưới váy con ả này, làm cho Lý Trường Vũ sợ hãi là tên thanh niên này lại nhận ra thân phận của hắn. hắn vội tỉ mỉ đánh giá Trương Dương từ trên xuống dưới. Lý Trường Vũ dù sao cũng là lão tướng dày dặn kinh nghiệm xa trường, hắn có thể từ bí thư một xí nghiệp leo đến trước bây giờ cũng không phải là ngẫu nhiên. Trên đời này không có việc gì là không thể giải quyết được chỉ cần tìm được mấu chốt vấn đề, bất luận cái gì đều có thể dễ dàng xử lý. Người thanh niên trước mắt này cũng khoảng 20 tuổi, so với con trai mình còn nhỏ hơn, luận kinh nghiệm xã hội, so với mình chỉ có kém xa vạn dặm. Lý Trường Vũ mỉm cười nói, tiểu đồng chí, người nhận sai người rồi a. À? Bất quá dù nói thế nào, ta đều không quên ngươi là ân nhân cứu mạng. Hắn vươn người vào trong xe lấy ra một sập tiền đưa tới trước mặt Trương Dương, chút quà nhỏ, thể hiện tấm lòng. Tuy là đối diện với ân nhân cứu mạng, nhưng Lý Bí Thư vẫn quen thói nói giọng quan, mặc dù hắn cố làm cho thanh âm có vẻ hòa ái dễ gần, nhưng là cố được một lúc là lại ra cái vẻ cao cao tại thượng vốn có. Trương Dương căn bản không có khách khí, cầm sập tiền bỏ ngay vào túi, cứu tính mạng của hắn, thu trúc thủ lao cũng là phải đạo A. À. Lý Trường Vũ vốn là người làm việc cẩn thận, sự tình nếu đã phát sinh thì ít nhất phải đặt nó trong phạm vi có thể khống chế tiểu đồng chí, người làm công tác ở địa phương nào ta muốn hôm nào đích thân bái phỏng, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Lý Trường Vũ không đề cập đến bản thân mà ai hỏi Trương Dương trước, muốn triệt để từ tận gốc hậu hoạn thì phương pháp tốt nhất là diệt khẩu. Hắn mặc dù có ý này nhưng nhìn Trương Dương vóc dáng cao to, tự vấn cũng không có cái năng lực đó, nên chỉ có thể thăm dò đối phương rồi giải quyết sau. Ta là Trương Dương, hiện là thực tập sinh ở Bệnh viện Nhân dân huyện. Trương Dương cũng không có ý giấu giếm, vừa nói vừa tính làm sao để từ tên huyện thái gia này kiếm được lợi lớn nhất thực sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a à. lý trường vũ cảm thán trương dương cười giảo hoạt lý bí thư ngài lần này phát bệnh cũng không phải ngẫu nhiên ta vừa tra xét thấy trong cơ thể ngài nhiều chỗ kinh mạch khí huyết không thông nếu không nhanh chóng chữa trị lần sau rất có thể còn tái phát câu lý bí thư thứ hai này đã hoàn toàn phá vỡ chút hy vọng may mắn trong lòng lý vũ trường hắn hiểu được tên thanh niên kia như nói với hắn, ta nhận ra người rồi, người không cần giả bộ nữa, người chính là Lý Trường Vũ Bí Thư Thường Trực huyện ủy Xuân Dương. Lý Trường Vũ là một người thực tế, hắn cho tới bây giờ không sợ khó khăn, càng không thiếu dũng khi đối mặt với nó, giọng nói của hắn trở nên êm dịu, trong đó còn lộ ra sự chân thành, tiểu đồng chí, bệnh tình của ta nhờ ngươi giúp ta giữ kín, ta không muốn tổ chức vì ta mà lo lắng, lãnh đạo vì ta mà lo lắng, đông đảo nhân dân vì ta mà lo lắng. Trương Dương ngẩn ra, triều đình hồi đó, quan to quý tộc hắn tiếp xúc cũng nhiều, nhưng cũng không có ai giống Lý Trường Vũ, người mặt dày thế này cũng là lần đầu tiên hắn gặp, rõ ràng bị hắn bắt gặp thông dâm trên đường, vẫn có khả năng biến bị động thành chủ động, đem một việc bất chính cùng tổ chức, lãnh đạo, quần chúng liên hệ, không ngờ đem việc tới bờ sông Xuân vì chơi bời thành nhiệm vụ chính trị vẻ vang. Tuy rằng Lý Trường Vũ nói điều vô nghĩa rất nhiều, nhưng Trương Dương vẫn nghe ra trong đó ý tứ cấu xin, vị bí thư này đang nhờ mình giúp hắn giữ bí mật đây. Lý Trường Vũ khẽ bổ sung, việc vừa rồi, ngoài chúng ta, ta không muốn có người thứ ba biết. Hắn đúng là đang định nói câu uy hiếp, nhưng lời nói đến mép đành phải nuốt trở lại, chẳng may đối phương bởi vì mình uy hiếp mà tức dân, chuyện này chẳng phải không thể kết thúc sao. Trương Dương gật đầu, hắn vươn tay vỗ vỗ vai Lý Trường Vũ, nếu là bình thường, trừ khi cấp bậc chính trị cao hơn Lý Trường Vũ mới có thể có hành động như vậy, bằng không sẽ bị lý bí thư coi như một sự sỉ nhục hiện tại vị bí thư huyện xuân dương kính yêu của chúng ta vẫn nở nụ cười khiêm tốn hắn đang đợi trương dương nói ra điều kiện trương dương khẽ nói ngài yên tâm ta sẽ giúp ngài giữ bí mật song cơ thể ngươi thực sự có chuyên quên đi dù sao ngươi rất nhanh sẽ biết thôi trương dương cũng không đem chuyện này nói rõ ra mở cửa xe đi xuống bên dưới lý trường vũ nhìn theo bóng lưng hắn trong lòng dối như tơ vò thế nhưng hắn lại không dám đuổi theo hỏi đến tận cùng, tự an ủi bản thân, người thanh niên này nhìn cũng thông minh, chắc không đem chuyện này nói ra đâu. Cát Xuân Lệ xem ra bị dọa đến ngây người, vô luận tả hiểu tình an ủi thế nào, vẫn đang thì thào lầm nhầm, các nàng cũng không biết bên trong xe đã xảy ra chuyện gì. Thấy Trương Dương trở về, tả hiểu tình vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, người ta đùa đấy. Cát Xuân Lệ hai mắt đẫm nước ngẩng đầu lên, Thinh Linh nắm chặt cánh tay Trương Dương khóc, "Ta cô giết hắn, ta thực sự không có giết hắn." Tả Hiểu tình mặt đang tươi cười tức khắc sợ hãi đứng lên. Lúc này trong xe chuyển đến truyền đính một thanh âm bình tĩnh, "Tiểu Cát, nói đùa cũng vừa phải thôi, đừng dọa người khác sợ." Cát Xuân Lệ bỗng người như bị điện giật một cái, trong đôi mắt tràn ngập sắc thái kinh ngạc, nàng cho tới bây giờ là một người không tin trên đời có quỷ hồn tồn tại. Khiếp sợ trong phút chốc nhưng lập tức ý thức được thanh âm chính xác là của Lý Bí Thư, nói cách khác Lý Bí Thư đáng kính không có chết. Nàng cấp tốc lau nước mắt, trong cơ thể nhanh chóng khôi phục sức lực vội đứng thẳng dậy, bất quá trên mặt nụ cười vẫn còn gượng gạo, xin lỗi. Trêu các ngươi một chút. Tả hiểu tình lạnh lùng nhìn vị nữ cảnh đốc trước mắt này, trêu người. Tin người mới là lạ. Trương Dương cũng không muốn ở lại chỗ này, kéo tả hiểu tình đi ra đường lớn, tả hiểu tình khó hiểu nói, này, giải thích rõ ràng xem nào. Tiểu thư, người có biết hay không, tò mò hại chết người đó, tả hiểu tình dưới sự kiên trì của Trương Dương, đành không cam mà rời đi. Bên trong xe làn khói vẫn lượn lờ, tâm tình Lý Trường Vũ cực kỳ tồi tệ, câu nói cuối cùng của Trương Dương làm hắn cảm thấy vui mừng một chút, xem ra tiểu tử kia cũng không định đem sự việc tiết lộ ra ngoài, song người khôn ngoan thường là kẻ đáng sợ. Lý Trường Vũ có thể kết luận, chuyện này cũng không phải đến đây là kết thúc về điểm này chỉ sợ không làm cho tiểu tử Trương Dương kia thỏa mãn. Cát Xuân lệ sắc mặt tái nhợt mở cửa xe, thấy Lý Trường Vũ bình an ngồi đó, lúc này mới yên lòng, nàng đóng cửa xe, liều mình nhảy vào lòng Lý Trường Vũ, ra sức hôn lên khuôn mặt hắn, trong bóng đêm tìm đến bờ môi hắn, nhưng lại bị Lý Bí Thư không phản ứng gì, nhẹ nhàng đẩy ra. Vừa rồi, làm ta sợ muốn chết, Cát Xuân lệ thấp giọng khóc nức nở, thực sự trong lòng nàng đang rất ái náy, Vừa rồi biểu hiện mình quá sức ngây thơ, nếu tiếng thét chói tai của nàng không phải là gặp hai người trẻ tuổi kia, mà dẫn cảnh sát tới, chuyện này hậu quả là không thể tưởng tượng. Thân là phó đội trưởng đội hình sự, mà tại thời điểm mấu chốt biểu hiện thực sự thiếu khôn ngoan. Trong xe, khói thuốc lượn lờ, Lý Bí Thư khẽ nói một câu, ta rất thất vọng. Kế tiếp không khí lại rơi vào im lặng. Ổn định tinh thần, các xuân lệ cẩn thận phá vỡ im lặng, hắn chưa chắc đã nhận ra ngài. Hắn gọi Trương Dương, thực tập sinh bệnh viện nhân dân huyện, người đi điều tra một chút hoàn cảnh của hắn, lần này nhất thiết không thể khiến cho cấp trên thất vọng. Cát Xuân Lệ gật đầu, từ ghế sau đi đến vị trí lái xe, cái mông đầy đặn dùng một tư thế hết sức dụ hoặc bày ra trước mặt Lý Bí Thư, nếu là bình thường, vị Bí Thư tôn kính của chúng ta nhất định cảm xúc bừng bừng phấn chấn, chính bản thân tới bắt tay chỉ đạo nữ cảnh đốc thực thi công tác. Nhưng là sau sự tình vừa rồi, hắn đã chẳng còn tâm tư nữa rồi, giữa hai chân một mảng ẩm ướt lạnh như băng, bao bọc bởi bề ngoài âm tình bất định là nội tâm càng thêm lạnh như băng. Lý Bí Thư thuận tay xuất ra sắp tiền kia không có ít, đó là vốn định đưa cho các xuân lệ nhân dịp lễ tình nhân, vì hắn bận quá, chỉ có thể đưa tiền cho các xuân lệ tự mua quà. Trương Dương sau khi trở về kiểm kê lại một chút, thế nhưng là tròn một vạn đồng, tuy rằng hắn đối với tiền hiện đại cũng không có khái niệm chính xác, nhưng cũng biết đây là không ít, nhất là đối với loại thực tập sinh nghèo như hắn mà nói, món tiền này chẳng khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đã biết bí mật của Lý Bí Thư, chẳng khác nào cầm cái vương bài, nếu muốn làm cho cái vương bài này phát huy tác dụng lớn nhất, thì không thể dễ dàng để lộ nó, bí mật sở dĩ là bí mật chính bởi tính phạm vi, càng ít người biết, càng có giá trị lớn. Cho nên Trương Dương giữ kín bí mật này, tuy rằng tả hiểu tình tỏ ra rất tò mò, nhưng Trương Dương vẫn kín như bưng không hé ra tí nào. Rời đi sau đó, Trương Dương đem tất cả các khả năng ra tính, hắn cũng lo lắng khả năng lý bí thư đem hắn diệt khẩu, bất quá trương dương cho rằng khả năng này là cực kỳ bé nhỏ. điều này không đơn giản chỉ bởi hắn tự tin về võ công, mà còn một nguyên nhân trọng yếu khác. lý bí thư đích xác trên người còn có bệnh không tiện nói ra. hơn nữa trương dương trên xe cũng đã chuẩn bị đường lui rồi. trương năm cuộc sống hạnh phúc cùng phá gia chi tử ngày hôm yên bình trôi đi buổi chiều trương dương chủ động tới khoa nội hẹn từ chỉ tình, điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc tìm ta có chuyện gì ta muốn rủ ngươi đi shopping. Tả Hiểu Tình khúc khích cười, kêu đi shopping, hắn không phải cố ý nói như vậy khiến mình buồn cười chứ. Thế nhưng nhìn biểu tình nghiêm trang của Trương Dương lại không giống là như vậy. Bất quá mấy cô gái xinh đẹp đều có cái bệnh chung, nam sinh tìm mình là việc hiển nhiên, một khi anh chàng tìm mình vài lần thì các nàng bắt đầu tưởng bở. Tiểu đệ này không phải đối với mình có cái suy nghĩ không an phận chứ? Tả Hiểu Tình nhớ tới chuyện mới gần ra càng thêm xác định khả năng này cũng tự trách mình để tránh không dây dưa với Cao Vĩ, lại nhờ hắn là lá chắn cho mình, tuy chính mình không có ý gì với hắn, nhưng người ta vị tất đã vậy. Tả Hiểu Tình càng nghĩ càng hối hận bởi nếu điều này mà làm cho Trương Dương thích mình thì thật phiền phức, vẫn là mau chóng nói cho rõ ràng. "Này, người rốt cuộc có đi hay không?" Trương Dương có chút thiếu kiên nhẫn, hắn xem ra giúp Tả Hiểu Tình nhiều rồi, làm cho nàng hồi báo chút cũng là điều nên làm. Tả Hiểu Tình vẫn đang có chút do dự, bọn họ căn bản đang đứng ở hàng lành tầng trên xa xa cả lũ thực tập sinh đều nghe ra tình hình cả đám đều đem trương dương ra mà làm trò cười trương dương tâm tư thuộc hạng thấu đáo nhất thời hiểu được nha đầu này tám chín phần là tưởng mình có cái ý định đấy bất giác trong lòng có chút bực mình tiểu nha đầu lừa đảo ta cầu ngươi giúp cái việc nhỏ cũng không có ý gì khác cứ như ta nhờ ngươi nhiều việc quá con mẹ nó thật chẳng muốn nói nữa thôi quên đi vậy trương dương không đợi tả hiểu tình trả lời xoay người bước đi. Lần này đến phiên Tả Hiểu Tình mơ hồ, tên này quái lạ a, à, ngay cả sự tình cũng chưa nói rõ ràng, trước mặt nhiều người như vậy nói cái trở mặt liền, khiến cho một cô gái như mình mất mặt. Tả Hiểu Tình tức giận nói: "Trương Dương, ngươi đứng lại cho ta." Trương Dương quay mặt lại, dáng vẻ chẳng có chút nhượng bộ nói: "Có việc gì? Ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Ta thấy ngươi phiền quá đi, đi thì đi, không đi thì thôi, nói nhiều như vậy làm gì?" Trương thần y ở thời tùy có tiếng là cường thế, ngoại trừ tùy dương đế thân là đấng trí tôn, còn lại người khác gặp hắn chỉ có nước chịu trận. Tả hiểu tình cắn môi, hung hăng chừng mắt nhìn hắn, còn chưa thấy qua tên nào không rõ phải trái như hắn, đây là hắn cầu người sao. Nàng cũng có cái kiêu của mình chứ, vừa mới định nói không đi, nhưng ra đến mồm lại đổi chủ ý, đi thì đi, ta sợ ngươi chắc. Cả đám thực tập sinh quanh đó đều trợn mắt há mồm, còn có kiểu mời người như vậy sao, hôm nay thực sự là được mở rộng tầm mắt. Bình thường mọi người gặp tả hiểu tình đều là tươi cười, húm lúm định bợ, còn tên thực tập sinh kia lại sừng sộ đối đáp, nhưng nghĩ cho cùng thì như hắn mới là cao chiêu, dục cầm cố túng A. À. Nhưng như thế thì thật oan uổng cho Trương Dương, đối phó với một nữ hài tử, hắn cần phải mất công như vậy sao? Hắn chỉ là cảm thấy bực mình, không ngờ nàng ta đáp lại ngay như thế, ta nhờ ngươi giúp có khó khăn đến thế không? Tiết xuân xe lạnh, bầu trời mờ mịt, dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết nhẹ, bên ngoài bắt đầu có gió, tả hiểu tình hôm nay mặc chiếc áo lông vũ vàng nhạt, quần jean xanh, đi chiếc bút đen, làm đôi chân thon dài càng thêm quyến rũ. Trương Dương vẫn mặc chiếc áo kẻ xanh, quần đen, đi chiếc giày to. Mỗi người đều có cái tính thích ăn diện, Trương Dương cũng không ngoại lệ, nhưng đồ trong tủ của hắn thật khó coi, ngay cả quần áo đổi thay đổi cũng chẳng có. Sở dĩ hôm nay muốn gợi tả hiểu tình đi cùng, chính là muốn nàng dẫn mình đi mua chút quần áo, ta không phải đang có tiền sao, Trương Dương kiếp trước là loại người tiêu tiền như nước, kiếp này cũng vậy. Và bắt đầu từ một vạn đồng này đây. Tả hiểu tình sau khi nói rõ thì biết Trương Dương hẹn mình là vì hắn muốn nhờ mình mua giúp một số món đồ, như chút được gánh nặng nàng thở vào nhẹ nhõm, không sớm nói rõ, ta lại còn tưởng, nói tới đây thì cảm thấy có phần không ổn bèn ngừng lại. Trương Dương cười nói, tưởng cái gì, tưởng ta có mưu đồ với ngươi chắc. Tả hiểu tình khẽ gắt lên một cái, Khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ bừng. Những năm đầu thập kỷ 90 này, huyện Xuân Dương còn lạc hậu lắm, trung tâm mua sắm chỉ giới hạn ở quảng trường trung tâm. Tả Hiểu Tình cùng Trương Dương đi tới bách hóa Xuân Dương, nơi này bình thường nàng ít để vào mắt, số ít hàng hiệu, Colion, Valentino, Playboy, 100% đều là hàng giả. Cho nên Tả Hiểu Tình dẫn Trương Dương đi vào sơn sơn một của hàng chuyên kinh doanh Âu phục, dù sao nơi này cũng là hàng thật giá thật vì rằng có hơi cao một chút chưa chắc đã phù hợp với túi tiền của Trương Dương. Nhưng tả hiểu tình trước khi vào đây cũng đã có chú ý, Trương Dương học đệ dù sao giúp mình cũng không ít, mua tặng hắn món đồ cũng không sao. Trương Dương nhìn đi nhìn lại, ở chiều tùy hắn cũng là có biết ăn mặc, nhưng đây là những năm 90, cách nhau tới 1936 năm, mắt thẩm mỹ của hắn hoàn toàn không thích ứng được với sự biến đổi to lớn này. Tả hiểu tình chọn cho hắn một chiếc áo sơ mi đen, một bộ âu phục màu ghi, Trương Dương đối với nhãn quang của nàng rất là tín nhiệm. Sau khi từ phong thay đồ bước ra, thật đúng với câu Phật cần kim trang người cần y trang, Trương Dương tuy rằng vóc người cao lớn, diện mạo anh Tuấn, thế nhưng mấy cái y phục cũ nát của hắn làm giảm bớt mấy phần, thay âu phục vào cái, trông phong độ hẳn lên. Cô bán hàng bên cạnh nói giọng Đông Bắc, ta nói anh dai này, vóc người ngươi như vậy mặc âu phục lên thật là đẹp dai không tưởng à. a. Tả hiểu tình mắt cũng sáng lên, Nghĩ thật không ra Trương Dương mặc trang phục này lên trông cũng thật phong độ. Lại nhìn xuống phía dưới Trương Dương vẫn đang đi đôi giày đầu to, mặt không khỏi lộ ra chút tiêu ý. "Bà chủ, giá trang phục này bao nhiêu ngân lượng?" Trương Dương bất ngờ lại nói kiểu xưa. Bất quá Đông Bắc đại tỷ này hiển nhiên là nghĩ Trương Dương nói đùa cho vui, cười khanh khách một hồi, anh dai vui tính cứ đùa, rồi nói: "Âu phục 1208, sơ mi 302, vừa vặn 1.600. Cửa hàng chúng ta có khuyến mãi mua âu phục tặng ca vát và tất, người thấy đây có phải chuyện tốt không? Hai món này nếu tính riêng cũng phải là hơn 100 đồng, một khoản không nhỏ a. À. 1.600 đồng với tả hiểu tình mà nói cũng không phải là nhỏ, cũng may là nàng mang theo gần 3.000 đồng, đang do dự có trả tiền cho hắn không, thì thấy Trương Dương hào phóng mà rút từ túi áo cũ ra một sấp tiền. Vị đông bác đại tỷ này tròn mắt, thời này kẻ lắm tiền không phải là ít, nhưng mà tại cái huyện nho nhỏ này cũng chẳng có mấy người. Hơn nữa một phát rút ra cả vạn đồng thế này thì càng hiếm thấy, nàng lắp bắp nói, anh dai, thật giàu có, a à. Trương Dương nhanh gọn rút ra một ngàn sáu đưa cho người bán hàng, quần áo trên người cũng mặc luôn, khỏi phải cởi ra. Tả hiểu tình nhìn Trương Dương với ánh mắt khó hiểu, tên tiểu học đệ này đích xác là cao thâm mặc chắc. Nhìn hắn vung tiền đúng là cái kiểu phá ra chi tử, thế mà cơm ăn còn phải bữa nay lo bữa mai. Tả hiểu tình theo hắn đi tới cửa hàng giày mua một đôi tám đi giày đi tất xong trương dương tiện tay ném luôn bộ quần áo cũ vào thùng rác trong thời gian ngắn hình ảnh đau khổ bần hàn trong mắt tả hiểu tình trước đó bị xóa sổ luôn tên tiểu tử này thực sự khiến cho người ta kinh ngạc mà nghi vấn trong lòng tả hiểu tình cũng tăng lên rốt cuộc không nhịn được hỏi người lấy đâu nhiều tiền vậy trương dương đắc ý cười cười cái điệu cười cười này của hắn làm cho tả hiểu tình cảm thấy có chút không ổn nàng thậm chí nghĩ hắn không phải đi cướp ngân hàng chứ Trương Dương đưa bàn tay ra, tiền tài trong mắt ta chỉ là rác rưởi, chỉ cần có hai bàn tay này, tức sẽ làm ra vô vàn của cải. Hắn chẳng nói quá chút nào, tại thời tùy, Trương Nhất châm hắn lấy phí khám bệnh rất là cao, muốn hắn châm cứu khám bệnh, không có trăm lượng hoàng kim đừng hòng hắn thèm nhìn mặt. Một lượng bằng 50 gram, một gram hoàng kim bây giờ cũng có giá 98, nói cách khác, muốn hắn xem bệnh trước tiên phải xì ra 49 vạn, phí chữa bệnh của hắn hiện tại xứng đáng là đệ nhất. Tả hiểu tình lần này cư nhiên không cho rằng hắn nói phép, càng đi chung với hắn càng dài, càng thấy hắn có vẻ thân bí, khó dò. Bất quá cảm nhận hôm nay của tả hiểu tình là kẻ này không khác gì mấy kẻ phá ra. Tiếp đó hắn lại mua hai cái quần bò, một cái áo da hiệu leopard, hai đôi giày thể thao, thêm mấy cái quần lót, vật dụng hàng ngày, 7.600 đồng tiêu chỉ trong chốc lát, đúng là có bản lãnh tiêu tiền A. Trương Dương là cái loại có tiền không tiêu thì khó chịu lúc này hắn mới nhớ tới phương tiện giao thông, ý của hắn là muốn mua một chiếc xe máy, tiếc là thời điểm này bạc trong túi không còn nhiều lắm, với lại hắn cũng không phải cưới xe để biển diễn. Nhìn đường đầy xe đạp, hắn nảy ra chủ ý nhờ tả hiểu tình đưa hắn tới của hàng xe đạp, chọn một chiếc hiệu Trung Hoa đây cũng là cái mát thuộc dạng loại một loại hai bấy giờ, đương nhiên là giá cả cũng vừa túi. Lúc bước ra khỏi cửa bách hóa, Tuyết Xuân cũng đang nhuộm trắng cả đường phố, Trương Dương thay đổi tốc độ đạp xe, tay lái xe theo đầy túi nọ túi kia, cái gác ba ga cũng mấy cái hộp giày, coi như thắng lợi trở về, sắp tiền trong túi còn lại chút ít khoảng 1.300 đồng, bất quá tiền là vật chết, người là sống, tiền hết thì lại kiếm có gì khó. Tả hiểu tình hôm nay được chính mắt chứng kiến toàn bộ quá trình sinh ra một tên nhà giàu mới nổi. Vẻ mặt quái dị nhìn bộ dạng gọn gàng sáng sủa của Trương Dương, nếu như không còn việc gì, ta về ký túc xá trước. Trương Dương nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng, phải thừa nhận bộ dạng tiểu tử này tươi cười rất có sức cuốn hút ta mời ăn thôi ta hơi mệt muốn trở về ký túc sáng nghỉ ngơi tả hiểu tình ủy hoài nói nhưng đầu lại đợi trương dương mở lời lần nữa nghỉ ngơi cũng cần phải ăn a à, bất quá nàng không thể cứ như vậy nhận lời được thật là mấy tiểu thư nhà giàu thường có tính rụt rẻ a à. vậy cũng được người cứ về trước ta đi ăn xong về ký túc sau trương dương cư nhiên nói một câu tả hiểu tình nhất thời ngây người ra cái tên này, mời người ta ăn mà chẳng có chút thành ý, càng qua đáng là trời thì đang tuyết, lại sắp tối rồi mà hắn cư nhiên để cho một cô gái trở về một mình với cái bụng đói. Tả hiểu tình cảm thấy một cái cảm giác ủy khuất mà trước nay chưa từng có, mắt nhất thời đỏ lên, chẳng nói câu nào bước đi trong tuyết. Trương Dương đuổi theo, tả hiểu tình. Nàng cho rằng tiểu tử này rốt cuộc cũng nhận thức được lỗi của hắn, vì vậy dừng lại, đối với bạn bè phạm phải sai lầm, ta nên cho họ cơ hội sửa chữa mới phải, dù sao cũng không thể đem hắn ra một gậy đả tử bất thị. chắc là đánh cho hết ngu. ngươi xem ta mang theo nhiều thứ như vậy mà đi ăn cũng bất tiện, hay là người giúp ta mang xe mang đồ về. khi nào trở về ta sẽ làm ngươi lấy sau. Tả tiểu thư là một cô gái thông tình đạt lý thế nhưng cũng không có nghĩa là nàng cái gì cũng có thể nhịn được. nhất thời, mày liếu dựng đứng, mắt đẹp trợn lên ánh mắt như phi đao ném về phía Trương Dương đang tươi cười, người có thấy mình thật quá đáng không? Tả hiểu tình bực tức mà bước đi, cũng không quay ngoảnh mặt lại, tiểu thư nhà giàu như người ta cũng là có tu dưỡng, thế mà ngay cả vẻ tức giận trên mặt cũng không giấu nổi. Trương Dương tiếp tục đẩy cái xe đi, hắn quá khứ chưa có từng đi cái món đồ này, ngay cả dắt đi thôi cũng đã siêu vẹo chứ đừng nói là ngồi lên mà đạp. Hơn nữa đường đầy tuyết, giữ lái lại càng khó hơn, vô luận trương thần y có cố gắng thế nào tay lái vẫn thủy chung không nghe theo ý hắn, trương thần y sinh bực mình, lão tử không tin không trị được ngươi. Mắt thấy tả hiểu tình càng lúc càng xa, trương dương dụng lực nghiêng xe đi, rồi khiêng xe mà chạy đuổi theo. Tả hiểu tình lần thứ hai bị hắn chặn, lúc này nàng cũng không để yên nữa, này, người có để ta yên không? Trương Dương tươi cười nói, ấy, làm gì mà nóng thế, ta đùa một chút thôi mà, có cần phải thế không? Tả hiểu tình chừng mắt nhìn hắn, nói nhảm, thấy bộ dạng khiêng xe chật vật của hắn, suýt thì phì cười, thế nhưng ngẫm lại nếu cứ thế mà bỏ qua cho hắn, chẳng phải là đơn giản quá sao, đang chuẩn bị ra vẻ dậy bảo hắn thì bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng của mấy tên lưu manh, cô bé, có đúng thẳng nhãi này khi dễ em không? Để ca ca giúp em chút giận nhé, bên đường hai kẻ mặc quân trang màu vàng, ánh mắt dâm đãng liên tục soi mói tả hiểu tình. Trương Dương thầm than đúng là hồng nhan họa thủy A, nữ nhân sinh đẹp thật là dễ bị trêu ghẹo tả hiểu tình vốn đang bực trong người không nhịn được nói vào mặt hai gã trẻ nhỏ vô tri chỗ khác chơi đi để ta đỡ phải trông thấy khó chịu lắm con điếm này con mẹ mày nói ai hai thằng tức giận nói tả hiểu tình nghe thấy bọn chúng nói năng lỗ máng tức thì tức đỏ cả mặt trương dương đặt xe xuống đất lúc này hai tên lưu manh bắt đầu đi tới bọn chúng tuy rằng là chửi tả hiểu tình nhưng mục tiêu tấn công lại là trương dương ai bảo ngươi đi chung với mỹ nữ chứ? Cái tên cao hơn một quyền đã muốn đánh vào mắt Trương Dương, cái này gọi là phong nhãn truy, chỉ cần đánh chúng là khả năng chiến đấu của đối phương sẽ suy giảm, chỉ tiếc là hắn chọn sai mục tiêu. Trương Dương kéo một cái, tên này lập tức đứng không vững, mất thăng bằng lao về phía trước, quán tính làm cho hắn ngã trượt trên đường một đoạn dài ba thước. Mặt khác tên nhỏ hơn nhảy lên song phi, cái thế này căn bản là hoa thị bất thực, có đẹp nhưng mà chẳng có hiệu quả là bao. Trương Dương nhìn theo, tay phải làm một phát chí mạng vào giữa hai chân nó, ngã dầm xuống đất. Thằng nhãi này đau đến nỗi ôm lấy, mà rên la thảm thiết, Trương Dương cười lạnh, ta ghét nhất là loại người khi dễ nữ nhân. Hoa tuyết bay lượn, Trương Dương đứng ngạo nghễ trong gió quyết, dưới chân hai tên lưu manh nằm rên rỉ. Hắn phất tay nhẹ nhàng phủi tuyết trên vai, phảng phất như lúc đó thiên địa chỉ có một mình hắn, tự cao tự đại, duy ngã độc tôn. Tả hiểu tình nhìn Trương Dương trong tuyết, bất giác ngây dại. Tự nhủ, từ khi nào hắn trở lên tốt như vậy? Trương Dương đang say sưa với hình tượng uy phong lẫm liệt của mình thì nghe được âm thanh uy nghiêm của một người, trong mắt các người còn có pháp luật nữa hay không vậy? Vậy mà tại nơi công cộng dám gây lộn, tất cả theo ta về đồn. Hai gã cảnh sát tự lúc nào đã đứng trước mặt Trương Dương, trong đó có một người mà hắn nhớ rõ lần trước có gặp qua chính là Triệu Đông Lược, hai người bọn họ là tuần cảnh ở khu vực này, nhiều lần đụng mặt cũng là chuyện bình thường. Triệu Đông Lượng mặc dù không có nhận ra Trương Dương, thế nhưng đối với tả hiểu tình thì có ấn tượng khá sâu sắc, vậy nên lúc nhìn sang người bên cạnh tả hiểu tình hắn cũng không khỏi kinh ngạc mà kêu lên một tiếng, thế nào lại là ngươi? Nói xong câu đó, hắn cẩn thận nhìn kỹ lại Trương Dương một chút, mơ hồ nhớ kỹ buổi tối ngày đó thường thất cân làm loạn, tiểu tử này hình như cũng có mặt ở đó. Tả hiểu tình đang muốn giải thích, thì hai gã lưu manh nọ đã nhịn đau la lên, triệu đội, triệu đội, chúng tôi chỉ là đùa giỡn thôi anh đừng có tưởng là thật. Hai tên tiểu tử hiển nhiên đối với triệu đông lượng thập phần kiêng rẻ, không dám dây dưa ở lại nữa, lúng túng lủi vào đám đông người hai bên. Triệu đông lượng quay ra nhìn Trương Dương, Trương Dương cũng không e ngại nhìn lại hắn. Tả hiểu tình biết Trương Dương là một tên thích gây chuyện, lặng lẽ khéo khéo cánh tay hắn, lại hướng đến triệu đông lượng cười cười nói chúng tôi phải đi rồi. Triệu đông lượng kéo Trương Dương lôi đi, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở, người tốt hơn hết đừng để ta bắt được. Trương Dương cười lạnh nói, một tên sai nha, mạnh miệng cái gì? Với địa vị Trương Thần Y, một tên sai nha ở thị trấn căn bản hắn không thèm để vào mắt. Triệu Đông Lượng vừa nghe thấy thế lửa giận bốc ngập đầu. Cũng khó trách, đều là thanh niên cả, người đã mang theo mỹ nữ bên cạnh lại huynh hoang khoác lác chỗ đông người. Trong lòng Triệu Đông Lượng đã khó chịu rồi, chỉ có nói hắn hai câu, hắn lại còn dám có thái độ như vậy, chính là muốn chết. Triệu Đông Lượng chỉ tay vào Trương Dương nói, người bây giờ theo ta đi, ta tận mắt thấy người đánh người. Tả hiểu tình tuy rằng không muốn làm to chuyện, nhưng căn bản cũng không có sợ. Trương Dương chính xác là đã đánh người, bất quá đó là vì nàng ta mà ra tay, hơn nữa hai gã kia đều đã lùi mất từ lâu, Triệu Đông Lượng kia chỉ là một gã cảnh sát còn con làm gì mà lại muốn gây khó dễ cho Trương Dương. Đồng chí cảnh sát, mọi việc đều phải có chứng cứ, người nói bạn của ta đánh người, Vậy ngươi có hay nhân chứng, vật chứng, đừng có vu khống người khác như thế. Cho dù như thế nào đi nữa, ngươi chớ quên, ngươi là cảnh sát nhân dân, chức trách của ngươi là là vì dân phục vụ, không thể như vậy mà vu khống người khác được. Người đến xem náo nhiệt tụ tập xung quanh lại càng ngày càng đông, cả đường cái đều bị chiếm dụng chật cứng toàn người là người hết, bây giờ cũng chính là giờ tan tầm chiều, lại là đường cái nên người đi qua lại rất đông. Những năm 90 ô tô không có bao nhiêu nhưng chỉ cần từng đó người đứng xem náo nhiệt, từng đó xe đạp xe máy cũng đủ làm tắc nghẽn giao thông rồi. Triệu đông lượng đầy một bụng thức A, Trương Dương cũng chỉ là có nói một câu thôi, hắn còn chưa tính, thế nhưng Trương Dương lại còn nói hắn là một tên sai nha, hơn nữa tả hiểu tình nhanh mồm nhanh miệng kia còn dám lôi pháp luật ra đây nữa. Triệu đông lượng tuy rằng chỉ là một tuần cảnh, nhưng dù sao hắn cũng là một cảnh sát, một người có quyền, vậy mà hiện tại ở chỗ đông người như vậy lại bị hai đứa học sinh làm cho bẽ mặt, vậy thì hắn sau này làm gì còn uy nghiêm của cảnh sát, còn mặt mũi gặp người khác nữa sao? Triệu đông lượng phát hỏa, có chuyện gì, theo ta về sở hãng nói tiếp, nếu như các người còn tiếp tục làm loạn, ta sẽ bắt các người tội nhiễu loạn xã hội trị an, gây trở ngại an toàn giao thông. Trương Dương trong đầu không hề có tí khái niệm nào là pháp luật cả, thấy triệu đông lượng nhất quyết không buông ta mình, hắn lại theo thói quen cũ, lấy tay sờ sờ vào mũi mình, trong lòng lửa giận bốc cao, bước lên một chút, thoáng cái hắn đã chụp được ngón tay triệu đông lượng người phải chăng không muốn để ta yên muốn đánh phải không tay còn lại của triệu đông lượng liền để trên rùi cui bên người người dám đánh cảnh sát phải không muốn làm phản à tả hiểu tình thấy trương dương mắt trợn tròn nhìn đối phương không hề e dè biết hắn là một kẻ chẳng biết sợ hậu quả là gì cuốn quyết ngăn cản hắn chỉ sợ hắn lại làm ra cái chuyện gì nữa đây này người ta là cảnh sát nói gì đi nữa cũng đừng có động thủ a à? Triệu Đông Lượng cũng không có ý định buông tha Trương Dương, đánh ta. Đến đây, có giỏi đánh đi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, xuất quyền nhanh như chấp, liền nhắm đánh ngay chỗ bụng dưới Triệu Đông Lượng. Triệu Đông Lượng đâu nghĩ đến hắn thật sự dám động thủ, bị hắn đánh cho thất tha thất thiểu lui lại vài bước, ngã đặt mông xuống đường, những người vây quanh thấy vậy liền phát ra chàng cười vang. Ở nơi công cộng dám đánh cảnh sát, gã cảnh sát đi theo Triệu Đông Lượng liền rút rùi cui điện ra. Trương Dương rất vô tội mở hai tay ra, các người đều nghe thấy đó, là hắn muốn ta làm vậy. Tả hiểu tình thực sự là dở khóc dở cười, người này thực sự là biết nghe lời A. À. Bất kể là như thế nào đi nữa, hắn cũng không nên đánh cảnh sát chứ, chuyến này chỉ sợ lại gặp phiền phức rồi đây. Chỉ là một quyền vừa rồi của Trương Dương cũng không có quá nặng, triệu đông lượng rất nhanh từ trên mặt đất đứng lên, rút ra rùi cui cảnh sát, ánh mắt hầm hầm nhìn Trương Dương chỉ như muốn sống mái với hắn một phen trong đám người bỗng dưng truyền đến một âm thanh, triệu đông lượng. Các đội trưởng, cho đi qua cái đi. Triệu đông lượng nao nao, quay đầu lại, lúc này mới lưu ý ở đằng xa xa rừng ở đó là một chiếc Toyota. Mọi người trong ngành cảnh sát không ai là không biết đến chiếc xe này. Triệu đông lượng cuống quyết đi lại đó, ghé vào cửa sổ xe nói nói mấy câu, sau đó đỏ mặt đi về bên này. Lần thứ hai trở lại bên đám người Trương Dương, tuy rằng ánh mắt tuy vẫn hầm hầm nhìn Trương Dương nhưng ngữ khí cũng hòa hoãn đi rất nhiều các ngươi đi đi. Ai, vừa rồi, thái độ của ta cũng, cũng có chút không phải. Trương Dương quả thực không thể tin chính cái lỗ tai của mình nữa, tả hiểu tình dù sao cũng là một cô gái thông minh, nàng ta thấy được chiếc xe đằng xa xa kia, theo dãy số ở biển xe kia mà kết luận, chiếc xe kia chính là chiếc mà Trương Dương gặp buổi tối lễ tình nhân, chuyện này có thể giải quyết được như vậy, nguyên nhân sợ rằng là từ đó mà ra. Tả hiểu tình đoán không sai, ngồi trong chiếc xe đó chính là các xuân lệ phó đội trưởng đại đội hình sự cục công an huyện Xuân Dương. Lúc Trương Dương và các đông lượng phát sinh xung đột, nàng ta vừa vặn đi qua nơi này, cũng giống như những người xung quanh khác, mới đầu nàng ta cũng không nhận ra Trương Dương. Thế nhưng lúc tả hiểu tình đứng ra chỉ trích triệu đông lượng, nàng ta lập tức nhận ra được tả hiểu tình, dù sao một mỹ nữ đẹp như thế tại cái huyện Xuân Dương nhỏ bé này cũng không nhiều lắm, cũng vì vậy nên nàng ta không do dự mà kêu tài xế gọi triệu đông lượng lại hung hăng dậy dỗ hắn một phen. Từ cái đêm lễ tình nhân kinh hồn đó qua đi, nội tâm cắt lệ xuân cũng không có một phút nào có thể yên ổn, nếu như cái chuyện đó mà truyền ra ngoài, như vậy nàng ta dám chắc quan hệ mập mờ của nàng với Lý Trường Vũ sẽ bị phơi bày, hơn nữa chỉ sợ tiền đồ của Lý Trường Vũ cũng theo đó mà tan biến, nhưng ngay sau đó, Cát Lệ Xuân cũng thầm kêu may mắn, nếu như không có gặp hai người trẻ tuổi này, sợ rằng Lý Trường Vũ đã chết trong xe rồi, như vậy thì tiền đồ của mình cũng chẳng còn, chỉ sợ lại còn bị mang tội danh mưu sát nữa. Lúc đó cả Trung Quốc này đều biết đến chuyện đó mất, dù sao một cán bộ huyện chết không rõ nguyên nhân thì Lý Trường Vũ là người đầu tiên. Cát Xuân Lệ cũng không phải là một nữ nhân chỉ biết dựa dẫm vào nam nhân, buổi tối ngày hôm đó tất cả đến quá mức đột ngột, nàng ta vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, Thế nhưng trong nháy mắt lại có kỳ tích phát sinh làm thay đổi mọi thứ. Lý Trường Vũ đã ám chỉ nàng không nên để lộ ra ngoài, thậm chí còn làm một số hành động có hơi cực đoan. Cát Xuân Lệ có thể hiểu được nỗi lo của Lý Trường Vũ hiện tại, thế nhưng bình tĩnh mà suy ngẫm lại, Cát Xuân Lệ đối với hai người trẻ tuổi này vẫn là tràn ngập cảm kích, nếu không có hai người bọn họ thì không biết tình cảnh mình hiện giờ ra đến nông nỗi nào nữa rồi. Nhưng nàng cũng đã bí mật điều tra thân phận hai người trẻ tuổi này rồi, Trương Dương thân thế rõ ràng không có gì đặc thù cả, xuất thân là gia đình công nhân phổ thông, thực tập sinh vệ giáo Giang Thành. Thế nhưng tả hiểu tình phía sau kia, bối cảnh lại có chút dọa người, không chỉ cha nàng là bí thư nhân dân kiêm viện trưởng bệnh viện Giang Thành, lại còn chú của nàng ta là tả viên chiêu cũng là cục trưởng cục tài chính Giang Thành. Cũng có thể coi lão ta là thần tài của cả Giang Thành này, đến cả thị trường cũng phải nể mặt lão ta vài phần nữa là. Xuất thân gia đình như vậy, nếu như muốn giết người diệt khẩu, thì chỉ sợ rằng cũng chẳng ai dám động đến nàng ta cả. Hơn nữa muốn giết người diệt khẩu cũng đâu có dễ dàng như vậy. Ngay cả Lý Bí Thư biết rõ cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu, đã biết, cứ làm như vậy đi. Đây cũng là một loại bất đắc dĩ, cũng là thái độ cam chịu số phận mà thôi. Lý Trường Vũ cũng không phải kẻ ngu si, bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi thai, bản lai vô nhất Phật, hà sử nhạ trần ai. Y nói trên đời này vốn không có phiền phức, phiền phức đều là chính mình gây ra thôi, nếu đã chọc một người gây phiền toái nhỏ, thì nên thẳng thắn mặc kệ nó đi, nhìn vạn lần cũng không nên tiêu diệt cái này, phiền toái nhỏ sẽ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Đương nhiên những sự kiện này là chuyện đã xảy ra mặt ẩn, Trương Dương hoàn toàn không có khả năng biết được, tả hiểu tình cũng đồng dạng không biết sự tình ra sao. Có điều thái độ của triệu đông lượng thay đổi chóng mặt như vậy, tả hiểu tình tự nhiên cũng không còn thái độ bất mãn với hắn ta nữa, Hớn hở kéo tay Trương Dương cùng đi ăn cơm tối, nhưng mà nàng ta lại chợt nhận ra một điều, chính mình từ khi nào lại tỏ ra thấy có hứng thú với Trương Dương vậy nhỉ? Phát hiện này khiến nàng ta có chút bất an, Tả Hiểu Tình là một cô gái có lý trí, nàng ta còn có thể nghĩ ra được mình trong tương lai, nhưng mà điều này cũng không có thỏa đáng lắm, từ nhỏ đến lớn, sinh hoạt của nàng ta hầu như đều là mẹ của nàng an bài, duy nhất chỉ một lần là khác, cũng là lần tuyển chọn thực tập viên này, dựa theo ý của mẹ vốn là muốn nàng ta tiến nhập bệnh viện lớn nhấn Giang Thành, nhưng mà lần đấu tranh này cha nàng lại không có tham gia, chỉ đứng một bên, ý nguyện của nàng là muốn đi thành phố Tân Hải trực thuộc Trung ương học tập. Tại mẹ nàng kiên quyết phản đối không cho đi, cuối cùng nàng cũng đành phải thỏa hiệp. Tả hiểu tình ngầm thở dài một hơi, tốt nghiệp xong, bình thường sẽ vào một bệnh viện nào đó, sau đó tìm một người môn đăng hộ đối rồi gả cho, đây cũng là cuộc sống của nàng. Nàng cũng rất chú tâm đến cuộc sống của mình, cố gắng hết sức dù như thế nào cũng không được để làm việc gì sai lầm. Nàng ta bắt đầu ý thức được nguyên nhân mình vì sao lại thích ở chung với Trương Dương này, có lẽ bởi vì Trương Dương này toàn làm trái với những điều căn bản mà nàng được dạy từ nhỏ tới giờ, hình như trong từ điển của hắn không có hai từ khuôn phép thì phải. Mà chính những điều đó lại là thứ mà nàng thiếu khuyết, một người sinh ra trong gia đình gia giáo, được dạy những điều chuẩn mực từ nhỏ, cũng bị buộc phải làm theo những chuẩn mực thông thường đó cơm tối là 62 đồng, Trương Dương lấy ra tờ 100 đồng, còn lại giữ lấy. Hắn lại còn làm ra quan tâm nói, chỗ thừa còn lại cất đi, cẩn thận bị chủ quán nhìn thấy. Người phục vụ hầu như cho rằng mình nghe nhầm trăng, 38 khối tiền bâu má ơi. Qua lớn a cai cái cách hoang phí tiền bạc cũng làm hắn kiêu ngạo không thôi, hắn cũng không phủ nhận chính bản thân mình rất hư vinh. Ra khỏi cửa hàng, tuyết còn đang rơi nhiều, trời cũng đã tối rồi. Tả hiểu tình chỉ vào xe đạp của Trương Dương, ta hơi mệt, người lai like ta đi. Trương Dương gãi gãi đầu, ta không biết đi. Tả hiểu tình hết sức ngạc nhiên nhìn Trương Dương, nàng thực sự không thể tin một người thanh niên 20 tuổi mà còn không biết đi xe đạp. Ta đi bộ vậy, Trương Dương có một đặc điểm lớn nhất, chính là tuyệt đối không có thích giả bộ u mê, không bằng. Người dạy ta, tả hiểu tình cười khanh khách, điều làm cho nàng hài lòng, Trương Dương trong mắt nàng ta hầu như không có gì là không làm được. Nhưng mà cũng có những thứ cơ bản nhất thì hắn lại không biết một tí gì Tả hiểu tình thở dài, người có biết hay không Hiện tại không biết đi xe đạp, không hiểu được tiếng Anh Chẳng khác nào là người tàn tật Trương Dương nhìn thẳng tả hiểu tình Hắn, Trương Thần Y vì chiều không gì là không làm được vậy Mà tới những năm 90 lại thành kẻ tàn tật sao Chê cười, muốn nhịn cũng không nhịn được Trương Thần Y tuyệt đối không cam lòng trở thành người tàn tật Hắn quyết leo lên xe đạp tự mình học cưỡi cái con chiến mã bằng sắt này từ quán cơm đi đến bệnh viện huyện, chỉ cách một quán, vậy mà Trương Dương đã ngã hơn chục lần, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do hắn cầm không cân đối tay lái, đương nhiên đường nhiều tuyết, trơn trượt cũng đóng góp chút ít trong đó. Chỉ có điều Trương Thần Y hắn được trời sinh khả năng vận động, rất nhanh hắn cũng nắm được bí quyết đi xe, tuy rằng xe vẫn còn lung lắc dữ dội, thế nhưng dù sao hắn cũng đã giữ được xe cân bằng, không còn bị ngã nữa. Nhân loại tiến hóa từ bò sát đến đứng thẳng mà đi cũng không có mấy năm, Trương Dương từ đứng thẳng mà đi đến đi xe đạp cũng phải trải qua hơn 1.400 năm, giờ khác này hắn thập phần kích động. Ngay cả tả hiểu tình cũng không thể nào lý giải được vì sao hắn lại kích động đến như vậy, không phải chỉ là học được đi xe đạp thôi sao? Sao lại có thể kích động vui sướng đến độ này được nhỉ? Trương Dương trả lời rất chân thức, ta đây rốt cuộc cũng không phải người tàn tật rồi. Tả hiểu tình không nói gì, thằng nhãi này vẫn còn mang mối hận, ngửa đầu nhìn một chút, hoa tuyết vẫn bay đầy trời, Ngày mai nên về Giang Thành rồi. Trương Dương Trọng Sinh lại cũng đã được một tuần rồi. Bạn cùng ký túc xá là Trần Quốc Vĩ cũng đã về nhà. Trương Dương tuy địa chỉ nhà trong quyển sổ, nhưng hắn không muốn trở về đó một chút nào cả. Dù thế nào đi nữa đó cũng không phải là người thân của hắn, có trở về đó cũng chỉ phiền muộn hơn mà thôi. Bắt hắn phải gọi hai người xa lạ là cha mẹ, thì hắn thà không về đó còn hơn. Trương Dương ngồi ở trên đệm vừa cắn hạt dưa vừa coi TV. Từ lúc có một vạn khối này cuộc sống của hắn cũng trở nên thư thái hơn rất nhiều, nhưng mà miệng ăn núi lở, từng đó chỉ sợ cũng rất nhanh mà dùng hết, gì xếp cũng phải tìm biện pháp khác. Trương Dương đang nguyên man suy nghĩ, cửa phòng bỗng nhiên nhẹ nhàng kêu. ở tập thể bên trong có người thì thường không có khóa cửa, Thùy A. À. Trương Dương có đó không? Một thanh âm lễ phép hỏi. Trương Dương ngồi thẳng dậy, cửa không có khóa. Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, một thanh niên mặc áo máu xám cho đi đến trên mặt hắn mang theo một nụ cười đầy hòa thuận vui vẻ, chẳng qua cái điệu cười đó lại có chút mịn nọt, ngươi là Trương Dương. Trương Dương gật đầu, người trước mắt ngày, hắn nhớ rõ rằng là chưa có từng gặp qua bao giờ, ngươi là. Thanh niên tự giới thiệu về mình, ta là tài xế của Lý Bí Thư tên là Lưu Hải Đào, người gọi là Tiểu Lưu là được rồi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 5